Trong dịp đầu năm á, quý vị thường có những cái mong ước rất là chính đáng, đó là mong cho cuộc sống của mình được bình an, con cái của mình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em được bình an, có sức khỏe, mọi công việc được thuận lợi. Đại ý là có nhiều cái ước mơ chính đáng như vậy. Thì trong cái buổi tối hôm nay á, thầy sẽ cho quý vị một cái câu trả lời một cách tổng quan nhất dưới cái nhìn của đạo Phật nha, là mình muốn an á, thì mình phải làm gì mình mới an, mình muốn làm gì á, thì mình mới an được dưới cái nhìn của đạo Phật. Thầy xin gửi đến đại chúng bài pháp thoại tối hôm nay với chủ đề làm gì để được bình an. Làm gì để được bình an? Có những người suốt ngày mình không có tu á thì rất là khó để bình an. Cả thế giới em dành để mà ăn bún riêu, còn thời gian thì em ăn hủ tiếu. Suốt ngày ăn bún riêu, suốt ngày ăn hủ tiếu, suốt ngày đi chơi không có tu gì hết. Thì hỏi làm sao mà mình được bình an được? Mà nếu Phật tử về chùa á, quý vị mà chịu khó học pháp một chút nha, chịu khó học pháp một chút, và thầy bảo đảm với quý vị á, nếu mà không có quý vị đi bán vốn với thầy, đó là thầy bảo đảm với quý vị là có Phật pháp là có biện pháp. Có Phật pháp là có biện pháp. Vấn đề là mình có pháp hay không. Nếu mà mình có pháp á, tức là có lời Phật dạy á nha, là thế nào mình cũng có cái cách gì đó để mà mình vượt qua những cái khổ, nỗi khổ niềm đau bế tắc nào đó trong đời của mình. Mình bất an á, thì mình sẽ có cái cách nào đó để mình an. Mình sân giận thì có cái cách nào đó mình chuyển cái tâm sân. Mình tâm tham, mình có cách để chuyển tâm tham. Mình lười á, mình sẽ có cái cách để mình chuyển cái tâm lười. Có nghĩa là những cái phiền não, âu lo, buồn khổ của mình á, là tất cả là được Phật dạy hết trong tạng kinh lực luật hay là trong pháp và luật của Đức Phật. Vấn đề là mình có biết Phật pháp hay không. Cho nên là có Phật pháp là có biện pháp. Thì nhớ, có Phật pháp là có biện pháp. Vấn đề là mình có Phật pháp hay không. Giai đoạn đầu là mình đâu có biết Phật pháp đâu. Có bỗng một thời gian mình siêng năng học pháp, tu học, về chùa nghe pháp, học kinh, rồi thực tập, rồi đọc các bài giáo lý cơ bản nghe pháp. Một thời gian tâm mình nó rất là tôn kính Đức Phật, và gọi là mình thờ Phật một cách tôn kính. Nếu mà có một khoảng thời gian nào đó mình lười biếng á, mình giải đãi, mình không tu tập nữa, thì từ cái chuyện thờ Phật nó chuyển qua thành thờ ơ. Đó, lúc có giai đoạn tu học thì rất là chứa chan Phật pháp, đến một lúc là thấy chán chưa. Chứa chan thành ra thời gian là chán chưa, sao mà nghe thầy nói tu học có Phật pháp và có biện pháp mà sao con thấy con vẫn cứ khổ, con vẫn cứ buồn, con vẫn cứ giận, đủ thứ chuyện trong đời nó đến hết. Thì quý vị nghĩ như nào, đừng có nghĩ á, tu học, học về chùa, học Phật, nghe kinh, tu học làm phước là mình thoát nạn nha. Tu là để thoát khổ hay là tu thoát nạn? Hả? Tu là để thoát khổ hay là để thoát nạn? Thoát khổ. Chứ không phải là tu là để thoát nạn. Nếu mình hiểu lầm Phật pháp á, mình nghĩ rằng tu là để thoát nạn á, thì quý vị hãy nhìn về tấm gương của Đức Phật á, tấm gương của các bậc thánh á, các ngài tu rồi, các ngài có gặp nạn không? Có mà. Nếu mà mình nói tu là để thoát nạn, cỡ Phật mà còn chưa thoát nạn nữa mà. Thì Phật, ngài không có tạo nghiệp mới, nhưng mà những cái nghiệp cũ nào còn dư sót á, thì nó vẫn có chỗ quả chứ. Vấn đề là ngài có khổ không? Không. Vậy thì ngài có bình an không? Có. Thấy không? Nên tu là để thoát khổ, chứ không phải là để thoát nạn. Tại sao không phải tu là để thoát nạn? Tại vì những cái nghiệp bất thiện mà mình đã gieo nhiều kiếp á, nó có thể chỗ bất cứ lúc nào mình có thể làm chủ được không? Không, không thể làm chủ được. Ngồi đây không có biết chuyện gì xảy ra ngày mai hết. Cho nên là mình không có biết là một cái nạn tai kiếp nạn nào đó nó có thể xảy ra trong đời của mình. Năm nay có ai gặp tam tai không? Hả? Ủa mà thầy, năm nay thầy có bị tam tai không ta? Thì thầy không có quan tâm cái chuyện tam tai. Tại vì cái thứ nhất là không phải lời Phật dạy. Và thứ hai là thầy biết là muốn bảo hộ cho mình á, một là mình phải có phước, và hai là mình phải có tu. Một là mình có phước thì nó nhẹ hơn, và thứ hai mình phải có tu. Thầy hay nói vui, ví dụ người ta hay nói về tam tai gì thái bạch à. Thái bạch là ở trong chùa thì hay nói vui, sao thái bạch có gạch xây chùa à, sao kế đô cứ từ từ mà đếm đô, rồi sao la hầu có người vừa được la vừa được hầu mình nữa chứ. Cho nên nó là ở trong Phật pháp á, thì không có cái chuyện là tam tai. Mà trong Phật pháp á, bình an hay không á, an lạc hay không á, là ở cái chỗ nè,
cứ giờ nào, phút nào mà mình sống thiện á, thì giờ đó là giờ thiện, là giờ đó là giờ lành. Chị nhớ nha. Nên đầu năm quý vị hay mong là mình mời được cái người mà hợp tuổi, hợp duyên gì đó phải không? Để mà vào nhà. Tin trên thần Phật Pháp á, quý vị phải biết gì nào? Mời được cái người đạo đức á, mời được cái người có giới đức á, có đạo đức, có phước lớn á. Giống như là người đó có ánh sáng, mình nói vui, ánh sáng đi tới đâu, tới đó nó sáng tới đó. Thì cũng vậy, cái người mà có giới đức bước vào nhà của mình thôi nha, là nhà mình cũng hưởng được cái phước nữa. Cho nên ở chùa của mình á, khi mà thầy thỉnh các vị giảng sư cao đức cao minh về, quý vị biết, chỉ cần các ngài bước vào tới cổng chùa của mình thôi, là chùa mình cũng được hưởng cái phước nữa. Cho nên quý vị hiểu về đó. Cho nên trong Phật Pháp á, quý vị đừng có lo cái chuyện là ngày giờ tốt xấu, và thứ hai là tan tai, đừng có lo chuyện đó. Lo là lo vậy nào, không có phước á mới chết, đặc biệt là không có tu mới chết. Không có phước khổ lắm, không có tu khổ lắm. Cho nên nhớ hai cái từ có phước với có tu. Mà có những người có phước, ví dụ như phước nó có nhiều loại lắm. Trong đó có thể mình có cái phước sức khỏe, mình có cái phước sắc đẹp, mình có cái phước giàu sang, mình có cái phước thông minh. Một cái kiếp quá khứ nào đó mình bố thí, cho nên kiếp này mình được có cái phước giàu sang. Một kiếp nào đó mình chữa bệnh giúp người, bây giờ mình có cái phước sức khỏe. Một kiếp nào đó mình giảng dạy, sau đó hôm nay mình có cái phước được thông minh. Một kiếp nào đó mình có cái phước cung kính bậc đáng kính, bây giờ mình ngồi ở cái vị trí cao, có nhiều người cung kính mình. Một kiếp nào đó mình làm cái phước, mình khuyến khích người ta làm thiện, bây giờ mình tiền hô hậu ủng, mình nói cái có người ủng hộ mình. Mình đang ăn mày dĩ vãng, nó chỗ cái phước. Nhưng mà nếu mình có phước mà mình không có tu, mình khổ không? Khổ. Mình có phước, mình đẹp một chút nha, mà mình không có tu nha, mình nghĩ mình là nhất rồi. Mình nghĩ mình là nhất rồi. Mình thấy mình đẹp như vậy nè, ai mà nhìn mình đó mà họ có một cái ánh mắt gì đó mà không có hoan hỷ với mình là mình có thể đánh giá họ. Mình nhìn cái người xấu hơn mình xem thường, mình nhìn cái người đẹp hơn mình á thì mình đố kỵ. Và thì có phước mà không có tu vẫn còn khổ không? Vẫn còn khổ. Cho nên mấu chốt của vấn đề trong Phật Pháp á, là ở cái chữ tu á quý vị. Cho nên quý vị mà càng tu á, quý vị càng an lạc. Vấn đề là quý vị tu ở cái mức độ nào. Lát nữa thì thầy sẽ nói từng cái cấp bậc trong Phật Pháp để mình đạt được cái bình an. Cho nên thầy thấy cái mấu chốt của cái chuyện là gì? Bình an trong đời sống hay không? Mình có tu hay không? Mình có tu hay không? Mình tu càng sâu, mình tu càng vững, mình tu càng chắc đó nha. Mình tu càng mà càng thâm sâu giáo lý của Đức Phật đó, thì cái bình an sẽ đến với mình nhiều hơn. Thầy nhớ thời Đức Phật đó, có một cái vị trước khi đi xuất gia, ngài là đầy đủ quyền uy, tài sản, danh vọng, địa vị, cái gì ngài cũng có hết đó. Nhưng mà ngài không có cảm thấy được bình an. Ngài mới vào xin Đức Phật xuất gia. Và khi xin Đức Phật xuất gia á, thì có một lần ngài ngồi thiền. Đây câu chuyện thầy hay thích kể. Khi ngài ngồi thiền á, thì ngài an lạc quá. Thì ngài mới nói ôi hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá. Và khi mà cái lời nói của thầy thốt ra là ôi hạnh phúc quá như vậy đó, thì quý thầy xung quanh mới nghe, mới nghĩ rằng thầy này trước khi đi xuất gia là gia thế của ngài, ngài quá đầy đủ mà. Cho nên có thể ngài đi xuất gia rồi, ngài nhớ lại cái chuyện, những cái hình ảnh ngày xưa, ngài mới nói ôi hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá. Thì mới thưa với Đức Phật. Đức Phật gọi thầy lại. Đức Phật nói có phải con nhớ lại cái chuyện ngày xưa của con không? Và kính bạch Đức Thế Tôn, tối hôm qua con hành thiền, con cảm thấy con an lạc quá, con hạnh phúc quá. Con thấy ngày xưa con đầy đủ uy quyền, đầy đủ công danh sự nghiệp, đầy đủ tài sản, cái gì con cũng không có thiếu hết đó. Nhưng mà trong lòng con lại thiếu cái bình an. Hôm nay con sống theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, trong pháp và luật, khép mình trong pháp và luật của Đức Thế Tôn. Con thấy đời sống thiểu dục chi túc, trong đời sống ba y một bát, con không có những cái bên ngoài mà con lòng con thấy bình an. Và trong lúc đó bất giác con thốt lên câu ôi hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá. Nếu con có làm phiền đến huynh đệ con sám hối. Thì quý vị thấy cái vị thầy này, ngài hạnh phúc không phải là vì ngài có gì nha, không phải là ngài có những cái mà trước kia ngài có. Cho nên đó, có thể nói thế này quý vị, bình an trong đời quý vị chắc chắn luôn nha, quý vị để ý coi, chắc chắn nó sẽ đến một trong hai cái nguồn này. Một là quý vị có gì, hai là quý vị không có gì. Có gì hòa và không có gì. Thầy nói ví dụ, cái bình an của mình á, nó đến từ cái việc là mình có gì. Có gì là có nè, có pháp, có học pháp mình có bình an, có ngồi thiền mình có bình an, có giữ giới mình có bình an, phải không? Có thực tập tâm từ mình có bình an, có theo dõi đề mục hơi thở mình có bình an, mình sống với cái tâm thiện mình có bình an. Vậy thì cái đó là có gì mà nó đưa mình tới bình an, đúng không? Và có những cái bình an trong đời của mình nó đến từ cái
không có gì. Có những cái không có gì mình mới bình an nha. Và có bốn điều quý vị, có bốn điều mà trong đời rất khó buông, mà nếu mà mình giải quyết chưa có được, thực sự là mình rất khó an. Mình nói là quyết tâm để buông, quyết tâm để buông, nhưng mà thực sự trong đời có những điều khó nhẫn và có những điều khó buông. Những điều khó nhẫn nè, thứ nhất á, là con rắn á, nó bị đạp đuôi. Con rắn nó bị đạp đuôi thế nào cũng quay là nó cắn mình. Thứ hai á, là ông vua á, ông bị chiếm ngôi á, ông sẽ ông rất là hiền, nhưng mà chiếm ngôi ông sẽ tìm cách ông đánh lại. Và thứ ba á, là con voi á, nó đến mùa động dục á, là coi như là rất là khó mà có thể mà kiềm hãm nó. Và thứ tư á, người phụ nữ mà chia sẻ tình cảm á, là không có đâu. Dĩ nhiên là có nhưng mà vô cùng ít nha. Cái đó gọi là cái bốn điều mà rất là khó nhẫn trong đời. Dù là mình rất là muốn nhẫn, nhưng mà thử cái bốn trường hợp này nhẫn nổi không? Con rắn bị đạp đuôi, ông vua bị chiếm ngôi, con voi đến mùa động dục, và người phụ nữ bị chia sẻ tình cảm. Thầy hay kể vui cái này, câu chuyện có thật. Có một lần thầy giảng cái đạo tràng vấn đáp, sáng hôm đó quý thầy giảng bài trái tim nhân từ, trái tim rộng lớn. Cái chiều vấn đáp Phật tử hỏi, dạ thưa thầy, là lúc đó hỏi câu hỏi giấy đó nha, là quý thầy giảng sống với trái tim nhân từ, dạy ông xã con đó, đi với người khác đó, con có nhân từ không? Thế là quý thầy mới hỏi lại đại chúng ở đây, có ai nhân từ không? Không có cánh tay nào đưa lên nhân từ hết đó. Sau đó, thầy mới thấy luôn, bên tay trái của thầy có một cụ già đứng lên không nổi luôn cái gì. Cụ đứng lên khuôn mặt hoan hỷ lắm, cười không còn cái răng nào. Cụ cười, cụ nói, con cho ổng đi theo bả luôn, nói không nổi luôn. Thấy nguyên đạo tràng có bà cụ này cho ổng đi luôn. Mình nói vui chứ, chắc cho đi theo lấy cái bà đó về, chắc là ông này chắc cũng sắp đi rồi đó. Cho nên rất là khó. Đó là bốn điều khó nhẫn nha. Bốn điều khó buông là gì? Nếu mà cái gì đó mà nó dính dáng đến pháp luật, nếu còn dính dáng đến pháp luật đó, mình không giải quyết được, như là kiện cáo rồi đó, mà không giải quyết được đó, là trong lòng mình không, rất là khó buông. Tức là liên quan đến cái chuyện giấy tờ pháp luật, nếu mà dính tới cái đó là mình không có thể nói thôi ráng vô ngồi thiền buông nổi không? Đó, không buông được thì coi có phải không. Thứ nhất là dính dáng đến pháp luật, thứ hai là dính dáng đến cái gì, thứ hai là dính dáng đến cái chuyện nợ nần á. Mình nợ ông đó 50 triệu, vô ngồi thiền tôi thực tập hạnh buông sao. Ông mà vô ông gặp mình, ông trả tiền cho tôi đi, ông kêu ông ngồi ông buông, phải không? Bây giờ mình muốn buông cái chuyện đó là mình phải làm sao? Trả nợ cho ông đó, mình nợ tiền cũng khó buông lắm nha. Nếu mà mình dính dáng đến cái chuyện nợ nần là phải giải quyết, dính dáng đến cái chuyện pháp luật là mình phải giải quyết, và dính dáng đến cái chuyện thứ ba là dính dáng đến cái chuyện bệnh của mình. Nếu mà mình có cái bệnh mà bệnh lặt vặt thì thôi, bệnh lẻ thì thôi, chứ mà mình dính dáng đến cái bệnh sĩ là mình phải chữa. Chứ chữa không được, mình đâu có thể nói mình đang bị bệnh sĩ mà mình nói buông được không đó. Cho nên là có những cái bệnh mà mình phải giải quyết xong thì mình mới buông được. Và thứ tư là dính dáng đến cái oan gia, oán kết với ai đó. Thầy nói ví dụ Phật tử mình nó có một cái người nào đó, mình với người đó có một oán kết sâu nặng lắm, giận hờn nhau lắm, nhiều khi không nhìn mặt nhau, nhiều khi nói không đội trời chung. Chỉ có một cái may mình biết tu á nghe, chứ mình cũng chưa, mình với họ chưa mà sát hại lẫn nhau thôi, có nghĩa là giận hờn đến cỡ đó đó. Nhưng mà là Phật tử á, mình học Phật pháp mình thông minh, mình phải thấy thế này nè, sức mạnh là phải biết buông xuống được. Mình sẵn sàng, mình sám hối, mình xin lỗi làm sao đó để cắt cái oán kết đó đi. Cho nên với cái người mà quyết tâm tu tập á, để đi xa á, là gần như quý vị phải lục soát lại hết những cái mối quan hệ của mình. Nếu mà nó còn cái oán kết buồn giận với ai mà đặc biệt nó còn qua lại oán kết đó, thì mình nên hạ mình xuống nha, sẵn sàng xin lỗi sám hối để cái việc nó giải quyết. Thì khi quý vị tập trung hành thiền á, quý vị mới yên được. Đó, chuyện giấy tờ pháp luật nè, chuyện bệnh tật nè, chuyện nợ nần nè, chuyện oan trái nè, đó là bốn điều khó buông, và hồi nãy là bốn điều khó nhận. Vậy thì thầy hỏi nếu mấy cái điều này còn, quý vị ngồi thiền có an không? Ngủ cũng không an nữa đúng không? Ngủ không an, ngủ mà nghĩ tới cái ông đó, ông nợ mình đó. Nếu ông nợ mình ngủ cũng được nữa, mà mình nợ ông ngủ được không? Cũng không được luôn. Rồi lỡ thầy nói giả dụ nha, mình giận ai đó, mình đánh người ta, mình đánh hơn người ta, sợ người ta trả thù, mình đánh với người ta mình đánh thua, tức quá ngủ không được, tìm cách trả thù. Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vàng, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ.
thua đi xe trắng, thắng đi xe xanh. Đó, người ta nói vậy. Cho nên quý vị thấy không, để được cái bình an trong Phật Pháp á nha, mình có cái nhìn sâu trong Phật Pháp á, nó thật là khó chứ không phải khó lắm. Và bây giờ thầy sẽ nói về những cái cấp độ bình an trong đời sống hàng ngày đây. Cấp độ thấp. Cấp độ thấp là gì? Cấp độ thấp á, là quý vị sống với những cái tâm thiện dục giới. Thầy rất là khuyến khích quý vị nghe một cái bài giảng, thầy giảng đó là bài 31 cõi. Bài đó nó quan trọng lắm. Tại sao nó quan trọng? Quý vị nghe cái bài đó đó, quý vị mới biết là mình đang sống ở cái cõi nào trong cái tam giới này. Trong 31 cõi, dục giới có 11 cõi, sắc giới có 16 và vô sắc có 4. Thì mình đang ở cõi dục giới, ở cái cõi người. Và cái nhân nào mình sanh vào cõi người, nhân nào mình sanh vào ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Cái nhân nào mình sanh lên chư thiên dục giới, cái nhân nào mình sanh vào các cái tầng trời sắc giới, phạm thiên và phạm thiên vô sắc. Và cái nhân nào để mình đắc thánh, nó phải có nhân quả. Chứ không phải tự nhiên mình nói bây giờ, ta nói ví dụ đi bố thí để đắc thánh là không có cái chuyện đó. Không có đi bố thí để đắc thánh được. Hoặc là quý vị đi công quả mà đắc thánh là không có. Không có nha. Và là vậy, muốn đắc thánh nó phải có tu cái nhân gì đó mới đắc thánh, là phải tu thiền quán mới đắc thánh được. Để quý vị qua tứ niệm xứ vị mới đắc thánh được. Còn muốn đắc được các cái tầng thiền định là quý vị phải tu một trong 40 cái đề mục thiền định, quý vị mới đắc định được. Vậy thì để cho mình có được cái bình an mà ở một cấp thấp á, đó là gì? Ở trong kinh nói nha, trong kinh Tăng Chi chương 8 pháp có nói thế này nè, có ba cái căn bản để mình làm phước, có ba cái căn bản để mình làm phước, đó là phước vật, phước đức và phước trí. Nhớ nha, có ba cái căn bản để làm phước. Kinh Tăng Chi chương 8 pháp, cái bài kinh căn bản làm phước, Đức Phật nói á, là có ba cái căn bản để từ đây á mình sinh ra những cái phước của mình, là phước vật. Phước vật á là những cái phước nó sanh do mình thường mình đi làm phước, đi bố thí làm phước. Phước đức á là nó sanh do cái nhân mình giữ giới. Và phước trí á là cái nhân do mình hành thiền. Hành thiền, nghe pháp, học pháp và là phước trí. Đó là nói ba. Còn theo Thanh Tịnh Đạo á, theo ngài Phật Âm thì ngài nói rộng ra thành 10 cách tạo phước. 10 cách tạo phước mà thầy hay nhắc đó. Thứ nhất nè, bố thí, trì giới, tu tiến, nói gì nữa ta? Cung kính, phục vụ, rồi tùy hỷ, hồi hướng, thuyết pháp, nghe pháp và thay đổi tri kiến, phải không? Phải 10 loại. Thì quý vị xét đó, đây là 10 cái cách mà mình làm phước. Cho nên đó, mình đừng có nghĩ là mình phải đi bố thí mới có phước. Không có. Mình thấy một cái người lớn tuổi, mình cung kính cái người lớn tuổi cũng là có phước. Mình vào mình thấy Đức Phật, mình cung kính Đức Phật có phước không? Phước. Phước đó là phước gì? Phước cung kính. Mình thấy ở ngoài kia có cọng rác, mình dọn cho gọn lại thôi, thì đó là phước gì? Phước phục vụ. Các bạn ở ngoài đang giữ xe, các bạn đang nấu ăn cho mình ở dưới bếp á, để lát nữa mình có đồ ăn ăn nè, thì đó là phước phục vụ công quả. Đó. Rồi, phước giữ giới. Sáng hôm nay, lúc 5 giờ rưỡi sáng nay có khoảng gần 100 bạn về thọ bát quan trai giới trong 3 ngày. Đó, phát nguyện giữ 3 ngày. Thì đó là các bạn đang có phước gì? Phước giữ giới. Nghe pháp hôm nay có phước không? Đang nghe có phước không? Có phước. Phước gì nè? Thuộc về ba cái loại phước hồi nãy thì nghe pháp là thuộc về phước gì? Phước trí tuệ. Nghe pháp. Thầy thuyết pháp thì có phước không? Đó, thầy thuyết pháp. Thầy có phước. Hồi nãy quý vị có nghe chú MC nói là trước khi mà thầy lên giảng pháp á, hoặc là các thầy giảng pháp đại chúng gần như là tối đa không có di chuyển á. Quý vị có nghe câu đó không? Và thầy rất là tâm huyết với cái chuyện này từ lúc thầy đi thuyết pháp nha. Thầy kể quý vị nghe, thầy đi dạy học trong lớp á, đi dạy học cho quý thầy, quý sư cô á. Quý thầy cô nào mà đi trễ là thầy khóa cửa phòng luôn, thầy đâu có cho vô lớp đâu. Cho nên đó là quý thầy cô nào mà tới giờ thầy giảng á là tự nhiên đi vô sớm mà. Và cái môn học của thầy á, là ở đây mấy chú cũng vậy nè, đi vô trễ là bị thầy rầy liền. Thầy rầy cái vụ đi trễ lắm, với cái vụ mà học pháp là không có cái chuyện gục xuống bàn ngủ nha. Thầy cho ngủ gục, nhưng mà phải ngủ vậy là ngồi ngủ. Ngủ làm sao không được, ngồi ngủ. Trời, nó nhớ không cho đi trễ. Cái vừa rồi trước Tết đó, với thầy cô mới tới thăm thầy, nói từ ngày thầy không có dạy lớp con nữa, lớp con bắt đầu đi trễ lại rồi. Tức là thầy nghiêm khắc trong cái chuyện học pháp. Và quý vị biết tại sao mà thầy rất là nghiêm khắc trong cái việc mà một đại chúng yên lặng tôn trọng pháp không? Quý vị nghĩ coi, pháp hôm nay mà mình được học, được nghe này do đâu? Do đâu mà có? Tự nhiên có hả?
Do đâu? Có phải do Phật dạy cho mình không? Phật dạy xong rồi, các bậc thánh tăng, các bậc tổ sư kiết tập lại qua các kỳ kiết tập kinh điển mới có cho mình không? Nếu không có các bậc tổ sư như vậy, không có Đức Phật, bao nhiêu kiếp tìm ra pháp như vậy, làm gì có cái chuyện có pháp. Đến hôm nay luôn nè, đến hôm nay và hiện tại bây giờ nè, bao nhiêu người đâu có biết gì về Phật pháp đâu, phải không? Đó là chưa nói đến cái chuyện nha, mà họ còn xúc phạm phỉ báng pháp nữa. Chỗ hôm qua hôm kia thầy gọi cho ông Phật tử cũng thân thiết với thầy, thầy nói con giúp cho thầy, con bỏ một cái clip trên TikTok xuống giùm thầy đi con, thấy chúng sanh chửi quá. Quý vị biết sao không? Thầy đó, tôi sẵn đây thầy nói luôn nha, nhiều khi thầy nói quý vị vô, quý vị làm tới luôn, quý vị không nghe lời thầy. Đó là thầy không có muốn ai lạy thầy hết trơn á nha. Phật tử vô nhiều khi quý thầy quá, con cảm ơn thầy, thầy dạy pháp với con, thầy chưa kịp nói là quỳ xuống lại mất tiêu rồi. À, cho nên đó, thầy quý vị giúp giùm thầy. Thứ nhất có mấy điều mà thầy không muốn quý vị lạy thầy. Thứ nhất là vì thầy thấy cái đức tu của thầy còn kém lắm, cho nên thầy không xứng đáng chính danh để quý vị lạy thầy. Cho nên là tự mình xét cái đức của mình nó còn ít, cho nên thầy không có dám nhận cái sự lễ lạy của quý vị, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, quý vị nghĩ người tu thích cái lạy hả? Quý vị thích nghĩ người tu đi bỏ hết để cần quý vị lạy hả? Đấy thầy nói vậy đó, không phải nha. Đó là cái chuyện mà lạy thầy không, thầy không thấy cảm gì vui hết trơn. Và cái thứ ba, đó là cái chuyện mà cái thị phi tiếng đời á, đó là mình giữ hình ảnh đẹp cho Tam Bảo. Nên nó lỡ quý vị lạy thầy vì kính thầy nha, là quý vị quý thầy lắm, quý vị lạy thầy, mà lỡ cái người mà không kính pháp họ quay được cái đoạn đó, mà nói gì đâu vòng vòng, cái cuối cùng á, những cái người mà họ vô tình á, họ là đi phỉ báng thì không nên. Cho nên quý vị lạy á, quý vị tìm quý thầy hoặc là những bậc cao đức quý vị lạy, còn gặp em quý vị thương kính em, quý vị xá em một cái được rồi nha. Rồi thầy nói luôn, lần này sau này thầy không nể nang nữa, vô mà lạy thầy là thầy đứng dậy, thầy nói trước đó nha, vô lạy thầy là thầy đứng dậy rồi, thầy không cho lạy nữa. Cho nên á, vừa rồi thì thầy vô tình thấy việc đây đang ngay tại chánh điện của mình luôn, Phật tử đi thập tự đầu năm, cái vô quỳ cúng gạo đây nè, cúng lên bàn Phật đây, thì thầy ngồi mép bên đây thì họ lạy Phật, họ cúng gạo xong cái sẵn quỳ vậy, thầy được lì xì, thế là không biết sao Phật tử quay được cái đoạn. Thầy thấy có nhiều người không có hoan hỷ, mà thực sự thầy không muốn như vậy, thì họ có những cái công xúc phạm đến Tam Bảo á, do mình chưa hiểu đạo á, mình xúc phạm đến Tam Bảo, chứ mình hiểu đạo rồi mình sợ. Khi mà mình sám hối á, quý vị nhớ không, con xin sám hối những lỗi lầm từ vô lượng kiếp đến nay con đã gây ra qua thân khẩu ý, do vô tình hoặc cố ý, nhất là những lỗi lầm nào con đã xúc phạm đến năm bậc cao thượng. Đó là ai? Phật, pháp, tăng, cha mẹ và thầy tổ. Phật, pháp, tăng về trí tuệ giới đức có phải đứng đầu cuộc đời này không? Thầy tổ là những bậc giới đức không? Cha mẹ là những bậc giới đức và những bậc mà mình mang ơn cả cuộc đời không? Cho nên những người đó mà mình xúc phạm, mà mình làm cho những người đó khổ, là coi như là cuộc đời mình chỉ có đi xuống thôi, chứ không có đi lên nổi. Cho nên quý vị thấy á, có những người họ không hiểu đạo, họ xúc phạm đến Tam Bảo, đến khi sẽ thành cái nghiệp cho họ. Cho nên thôi mình khéo một chút thôi, quý thầy á, vô con chào thầy, con xá thầy một cái được rồi nha. Để chứ không mình vô buổi sau mình vô lạy thầy, thầy đứng dậy thầy chạy đáng chịu á, thầy mất ai nghi. Đang ngồi cái tự nhiên quý vị lạy thầy, thầy đứng dậy nó cũng không nên, thôi xá thầy được rồi. À, nhiều lần thầy nói Phật tử không nghe luôn, đâu thầy cho con lạy đó rồi sao, giờ thầy sao rồi. Thầy ngồi luôn chứ sao. Thì quý vị thấy chỗ này nè, là ở một cái mức cấp độ thấp á, cái bình an của cấp độ thấp á, đó là quý vị làm những cái phước, nói gọn á là 3, nói rộng á là 10, mà ở cái tâm thiện dục giới nha. Thầy nói ví dụ như quý vị đi công quả có phước, đi bố thí có phước, quý vị giữ giới có phước, quý vị nghe pháp có phước, quý vị đi làm từ thiện có phước, quý vị làm những cái thiện pháp mà ở trong cái tâm thiện dục giới á là có phước. Và khi quý vị làm những điều đó, tâm quý vị vui không, an lạc không? An lạc không? An lạc ha. Còn buổi nào quá mà mình sống với cái tâm bất thiện, như nó thiêu đốt mình vậy. Nhất là khi mà mình xúc phạm đến những cái bậc thánh á, những bậc đắc thánh, những bậc đắc thiền á nha. Thì theo thầy học á, thời Đức Phật có những cái trường hợp nặng á quý vị, là các cái vị đó bị đất rút á, đất rút luôn á. Đề Bà Đạt Đa thì phạm nặng lắm, ông Phá Hòa Hợp Tăng, rồi ông kèm theo là ông làm thân Phật chảy máu á. Cho nên cuối đời của Đề Bà Đạt Đa đã sám hối với Phật rồi,
Và sau đó thì trước khi mà mất thì ông con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xong bị đất rút. Sau này Đề Bà Đạt Đa sẽ là vị Phật độc giác. Rồi hoặc là cái vị tỳ kheo Vu Khống, ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên, hai ngài là còn ác dục và bị ác dục chi phối. Đức Phật khuyên lần thứ nhất không nghe, lần thứ hai không nghe, lần thứ ba không nghe. Mà quý vị tin Đức Thế Tôn đã khuyên rồi, tại vì hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là cánh tay trái, cánh tay phải của Đức Phật, một bậc là trí tuệ đệ nhất, chỉ thua đúng Đức Phật. Mà không tính Đức Phật là ngài Xá Lợi Phất số 1 luôn á, số 1 của đất trời luôn á về trí tuệ. Ngài Mục Kiền Liên là số 1 của đất trời về thần thông. Và hai vị chính là gọi là cánh tay trái, cánh tay phải của Đức Phật, thượng thủ thanh văn. Và truyền thống chư Phật nào cũng có hai cái phái vị như vậy. Mà cái vị này xúc phạm hai ngài, Phật khuyên lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba không nghe. Để biết chuyện gì xảy ra là từ cái chỗ của cái vị này ngồi ngay tức thì mọc lên những cái mục. Đầu tiên là cái mục nhỏ thôi, nhỏ 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 thôi, và sau đó thì nó lớn ra, và bằng cái hạt lớn, và nó vỡ ra, máu mủ chảy ra, và sau đó đất rút luôn, đất rút xuống như là vị đó đạt là thẳng xuống địa ngục. Cho nên nó còn nhiều chuyện về câu chuyện đất rút. Vậy thì ở đây mình thấy cái chuyện này nè, là mình càng xúc phạm đến những bậc cao thượng có giới đức, có trí tuệ, có từ bi giới đức, thì cái phước của mình nó tổn nặng lắm. Cho nên ở cái chừng mực mình tu chưa có giỏi thì mình cũng phải ra tay, mình cũng phải biết chừa đường để mình còn có cái sự bình an cho mình. Có một cái bài kinh chương 11 pháp quý vị, hoặc chương 10 pháp cũng có, chương 11 pháp cũng có. Đức Phật nói là cái quả báo của cái việc xúc phạm, nếu mà mình xúc phạm đến những bậc giới đức nó sẽ có 10 cái quả báo. Mà trong đó nó sẽ có những cái quả báo mà cơ bản vậy nè. Mình đang bình an, tự nhiên mình hết bình an. Mình đang muốn đi chùa, nghe tự nhiên lòng mình rất bình an, thích đi chùa, thích học pháp, thích nghe kinh. Tự nhiên mình không thích đi chùa nữa quý vị. Không hiểu sao mình không thích đi chùa. Nhiều khi mình quay lại mình có cái ác cảm với Tam Bảo luôn. Không thích đi chùa, không thích tu tập nữa. Có khi mình có an lạc, cái tự nhiên nó mất cái an lạc. Và bắt đầu nè, mình sẽ đổ bệnh. Dạ, nhẹ nha, là nó đổ bệnh. Mà nặng hơn một chút á, là trong kinh Đức Phật nói là dạng cái đầu óc mình không được bình thường, nhưng là dạng bị tâm thần luôn đó. Và sau khi mất thì đọa xuống cái cõi khổ. Trong cái bài kinh thầy có giảng, trong cái bài mà quả báo của khẩu nghiệp đó, thầy mới giảng trước Tết đây nè, quý vị nghe lại quý vị sẽ thấy. Cho nên có những cái điều trong đời mình đó, mình nói xong cái là mình mất cái sự bình an trong tâm của mình luôn. Cho nên người học Phật đó, là mình biết giữ khẩu đó, phải biết rất giữ khẩu. Quý vị yên tâm, ở đây có vị nào có bị thầy nói xấu chưa? Có ai bị thầy nói xấu chưa? Từ nhỏ khi mà thầy đi học á, xong rồi đi tu á nghe, thầy nguyện, tại vì thầy thích làm giảng sư lắm. Hồi nhỏ giờ là thích được đi tuyên dương giáo pháp, được đi giảng dạy đó. Và thầy biết là mình phải giữ cái khẩu của mình rất là kỹ. Cho nên là thầy nguyện dĩ nhiên cũng có. Còn thầy từ lúc thầy đi tu đến giờ, thầy ác khẩu một lần, thầy cảm giác đây là ác khẩu của thầy luôn á. Thầy chửi em thầy một lần. Chửi bằng mày tao á, có một lần duy nhất á. Hai mươi mấy năm thầy nói có một lần duy nhất mày tao đó thôi đó. Mà đến bây giờ tự nhiên nói chi không biết, đến giờ nhiều khi nghĩ tới lòng nó hối tiếc, thấy không? Lỡ bực em quá cái la nó xong luôn. Bây giờ cứ nghĩ tới nó, ủa sao tự nhiên hai mươi mấy năm trời không có nói chuyện với ai mày tao hết, sao tự nhiên bữa đó giận em chi, la nó chi, bây giờ cứ mỗi lần nghĩ ước gì bữa đó không nói luôn, hai mấy năm không bao giờ thầy xúc phạm mày tao cái ai. Ý thầy muốn nói là gì? Mình thấy mình giữ cái khẩu của mình, để bao nhiêu cái tâm huyết của thầy dành vô cái việc nói pháp, để dành vào cái việc độ sanh. Cho nên quý vị nha, vì để ý lại có những khi á, mình thấy tự nhiên cái cuộc sống của mình á, giai đoạn này sao nó kỳ quá. Mình không thích ngồi thiền nữa, không thích tụng kinh nữa, không thích đi chùa, không thích nghe pháp. Mình bỏ tu luôn, bỏ những cái thiện pháp luôn. Hoặc quý vị đang tu học có tiến bộ, tâm mình nó an lạc, ngồi thiền nó an lạc lắm. Sao bỗng một thời gian á nha, sao tự nhiên mình không còn thích nữa. Thì cái này là kinh nghiệm của bậc đi trước, các ngài chỉ thế này đó. Nếu mà mình là Phật tử hoặc là người xuất gia, mình bỏ ra một vài ngày, mình đi làm công quả thôi, xuống nhà bếp nấu ăn, đi chùa nhà vệ sinh, và đi công quả phục vụ đại chúng thôi, có phước. Ngày phục vụ đại chúng có phước, cái công quả thôi, phục vụ cho đại chúng thôi. Rồi sau đó giống như nó có cái phước, hoặc là mình để ý mình sám hối một cái nghiệp nào đó, tự nhiên nó yên lại, mình lên mình ngồi thiền tâm mình nó an lại. Chứ còn không là tự nhiên mình cứ thấy trong lòng nó như lửa đốt làm sao đó. Thì đây là kinh nghiệm của những người đi trước á. Có thể mình mắc một cái nghiệp gì đó mình sám hối, hoặc là mình cứ đi phục vụ, đi công quả, đi phục vụ cho đại chúng, hy sinh xuống nấu ăn cho đại chúng, đi chùa nhà vệ sinh, đi dọn dẹp cái gì đó mà phục vụ cho đại chúng, để mà thuận duyên tu học mình phục vụ, tự nhiên mấy hôm sau nó ổn lại, mình bắt chân mình ngồi thiền lại được. Đó. Và thì cái thiện mà ở cấp thấp á, nó cho mình cái bình an ở cấp thấp á,
là cái thiện của dục giới. Giữ giới á, giữ giới là thiện nha, nhưng mà cái thiện cấp thấp của dục giới. Dù là quý vị nhớ thế này nè, muốn tu mà đắc định đắc thánh là chắc chắn là phải có giới, trên nền tảng của giới. Nếu quý vị không có giữ giới là quý vị không có đi xa trong giáo pháp được. Nhưng mà giữ giới sẽ giúp cho mình ngăn những điều bất thiện ở đâu? Ở khẩu và ở thần nha. Chứ không có giữ giới, không có giữ trong ý được đâu, sẽ trợ duyên cho cái ý của mình không có làm điều bất thiện. Nhưng mà ở thân, ở khẩu của mình sẽ giữ nè. Bây giờ thầy nói ví dụ như năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì quý vị coi nè, không sát sanh là giữ ở đâu? Ở thân hay ở khẩu? Ở thân. Không trộm cắp? Ở thân. Không tà dâm? Ở thân. Không nói dối? Ở khẩu. Không uống rượu? Ở khẩu. Còn nếu quý vị giữ bát quan trai giới thêm ba giới nữa, không ăn phi thời, ở đâu? Ở khẩu. Không trang điểm ca hát, ở đâu? Ở khẩu, phải không? Rồi, không nằm giường sang trọng, giường ghế sang trọng, ở đâu? Ở thân. Vậy thì có phải quý vị giữ giới á, là để quý vị ngăn những điều bất thiện ở thân, ở khẩu không? Đó. Và nếu quý vị giữ giới cho tốt nha, là quý vị, mình nói vui theo đời, mình tự tin lắm. Mình tự tin ở đây là gì? Là mình cảm thấy trong lòng mình nó an lắm. Ngày nào mà quý vị lỡ phạm cái giới gì đó, quý vị không có an. Ví dụ như mình nguyện giữ giới nè, con xin nguyện giữ giới không nói dối, mà hôm đó mình, cái huynh đó gặp mình, hồi nãy có thấy huynh có rong biển ngon lắm hay không, cho em miếng coi. Nó hết rồi, mà đâu có đâu, mình còn một hũ mình giấu ở trong á. Mà mình thèm rong biển quá, giống như ngày xưa thầy có sầu riêng thầy thèm á, thầy giấu. Người ta vô cái thầy giấu sầu riêng đi, thầy ăn một mình. Tự nhiên nếu người ta hỏi mình nha, còn sầu riêng không, mình nói hết rồi, phải không? Cho nên đó là tự nhiên cái mình nói vậy xong, cái tự nhiên trong lòng mình bất an, phải không? Bắt đầu tối nay ngồi thiền tụng kinh, hoặc trước khi đi ngủ, con nguyện giữ nói giới không nói dối, mà sao con còn sầu riêng, còn trong biển, mà mình lại nói là mình hết, có một chút xíu thôi, chuyện lòng mình bất an không? Đó, quý vị để ý có phải không? Cho nên quý vị giữ giới được á, lòng quý vị nhẹ nhàng bình an lắm. Nên thầy hãy khuyến khích Phật tử á, là người con Phật, quý vị giữ giới thì phải xác minh, xác định cho thầy như vậy nè. Vì sao mình giữ giới? Thầy phải đặt ra câu hỏi vì sao mình giữ giới. Lúc đầu thật ra quý vị biết không, thầy định soạn cái bài sự quan trọng của việc giữ giới giảng trong tối hôm nay nè, nhưng mà thầy chưa có kịp trích hết các cái nguồn kinh, cho nên thầy sẽ giảng trong cái bài khác để thầy phát tài liệu cho quý vị sự quan trọng của việc giữ giới. Giữ giới nó quan trọng thế nào, cho nên đó, quý vị hiểu vì sao mình giữ giới. Sáng hôm nay trước khi thầy truyền bát quan trai cho Phật tử, thầy nói cơ bản cho Phật tử biết là tại sao quý vị nên thọ bát quan trai. Mình giữ giới, vì nhớ nè, càng giữ giới mình càng tránh đi những cái nhân hạ liệt thấp kém. Thân khẩu của mình không có nói, không có làm những cái điều thấp kém. Những cái điều thấp kém đưa mình về bàn sanh ngạ quỷ, địa ngục. Mình giữ giới mình không phạm điều đó, cho nên mình đang hành những cái nhân cao thượng. Mà hành những cái nhân cao thượng đưa mình về cái chỗ cao thượng, hành những cái nhân thấp kém đưa mình về chỗ thấp kém. Vậy thấy không? Vậy thì quý vị muốn cao thượng hay muốn thấp kém? Muốn cao thượng, giữ giới. Thấy không? Mình phải thấy như vậy. Rồi bây giờ thầy hỏi nè, mình sống chung với một người bạn, người bạn mình giữ giới không trộm cắp. Mình đi ra đi đâu đó, ngay cả mình đi công việc đi mấy ngày luôn, mình để cái tiền ở chỗ đó, ví dụ tiền hay một cái tài sản điện thoại gì đó ở trong cái phòng đó, để bên ngoài luôn. Mình yên tâm không? Yên tâm. Nếu mình biết người này có giới, đúng không? Mình biết người này không có lấy cái điện thoại, không có lấy tiền của mình, không có lấy cái bóp của mình. Nhưng mà quý vị thử ở chung với một người không có giới coi. Quý vị để quên đi mà quên cái điện thoại, quý vị yên tâm không? Có một lần trong cái hội chúng trong chùa đó, mất một cái số đồ. Mấy bao nhiêu người nhìn cái chú đó, nghi cái chú đó. Thầy mới gọi cái chú đó lên, thầy phạt, thầy đánh đòn. Mà thật ra cái chú này chú không có lấy. Chú oan ức lắm quý vị, thầy đánh đòn, chú oan ức lắm. Một thời gian sau đó, người ta tìm ra được, thì ra không phải là chú lấy, mà là một người khác lấy. Đây là cơ hội cho chú minh oan. Sư phụ thấy không? Con có lấy đâu, mà sư phụ đánh con. Đó, chú minh oan mà. Thầy mới nói, thầy đâu có đánh con cái tội ăn trộm đâu, thầy đánh con cái tướng ăn trộm á. Con nghĩ coi, nguyên cái chùa này người ta không nghi ai, sao nghi có mình con vậy đó. Người ta có cái điện thoại, có cái đồ quý người ta để đó,
Bây giờ mình cứ đứng đi vòng 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 nó không à, mà đi xuống đi lên mất, không nghi mình chứ nghi ai. Cho nên ý thầy muốn dạy là gì, có những cái á nghe, tình ngay lý gian đó, cho nên có những cái ông thầy ông đánh cái tướng ăn cắp á. Cho nên quý vị hiểu á, quý vị sẽ thấy thế này nè, nếu mình giữ giới mà cho thanh tịnh á, tự nhiên lòng mình nó bình an lắm. Quý vị mà giữ giỏi nữa, quý vị giữ tám giới là quý vị đang ban cái sự bình an cho người khác. Mình đi tới đâu á, mình ban cái bình an cho người khác, mình né những cái nhân bất thiện, mình làm những cái nhân cao thượng. Cho nên mới nói giữ giới là chiếc xe chở mình đi trong cái cõi người. Cho nên ai nói với vị là vì sao giữ năm giới là nhân làm người, quý vị trả lời được chưa? Được không? Được ha. Là vì giữ năm giới con không có phạm những cái nhân hạ tiện, thấp kém, hạ liệt. Vì phạm những cái nhân đó mới đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Con giữ những cái nhân không có phạm vào cái đó thì con không có đọa xuống cái cõi khổ. Cho nên giữ năm giới là cái nhân làm người. Còn giữ tám giới á, thì quý vị sẽ làm sao? Sẽ cũng là sanh làm người cao quý, hoặc là các chư thiên ở các tầng trời cao của dục giới, nếu quý vị giữ được tám giới bát quan trai. Và thưa quý vị giữ giới, quý vị làm những cái phước thiện đó thì đó là bình an cho mình nha. Nhưng mà nó ở cấp thấp thôi, nó chưa có cao đâu. Lâu nay quý vị nghĩ nè, đi làm phước nè, đi từ thiện nè, đi bố thí nè, đi nghe pháp nè, rồi giữ giới nè, là cấp cao rồi đúng không? Chưa đâu. Trên nền tảng của giới, bây giờ bình an cấp cao hơn nha, sâu hơn. Đó là quý vị thực tập các đề mục thiền định. Thực tập các cái đề mục thiền định. Và như thầy nói đó, là năm nay chùa mình trong các ngày khóa tu sẽ có một ngày khóa tu thiền. Khóa tu đầu tiên vào ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Quý vị sẽ được hành thiền định và thiền tuệ. Đầu tiên là phải giữ giới cái đó. Rồi bắt đầu mình sẽ học qua thiền định, thiền tuệ và thực tập luôn. Và sẽ có sư Thanh Minh vào để dạy cho quý vị mỗi tháng một lần. Dạy cho quý vị các cái đề mục sau khi giữ năm giới, tám giới. Mấy vị muốn đi xa mà có được cái tâm thiền đó nha. Tâm thiền, đắc thiền đó. Có được cái tâm đó quý vị phải giữ qua tám giới. Và khi giữ tám giới quý vị thực tập các cái đề mục. Mà ở đây thì mình sẽ thực tập cái đề mục hơi thở. Để ý với cái hơi thở vào ra ngay cái chóp mũi này để phát sanh cái tâm thiền. Vậy thì quý vị thấy muốn cái định của mình, cái an của mình nó sâu quá chắc á, thì quý vị phải bước qua một bậc nữa. Đó là hành thiền gì? Thiền định. Hành thiền định. Và nói đến thiền định thì nó có 40 cái đề mục. Nó có 40 cái đề mục. Thì nếu mà mình hành thành công nha, mình hành thành công qua cái đề mục hơi thở mà mình đắc được các cái tầng thiền á, thì cái tâm này gọi là tâm thiền nha. Còn bây giờ mình sống đây nè, mình có được gọi là sống bằng tâm thiền không? Không. Có thể mình đang sống bằng tâm thiện thôi. Nhưng mà tâm thiện gì? Tâm thiện dục giới. Hôm nay thầy nói cái bình an giới cấp độ của đạo Phật nha, là dù mình đang sống rất tốt, nhưng nếu quý vị chưa đắc sơ nhị tam tứ thiền á, thì cái tâm thiện của mình đang sống đó, cái bình an đó thì nó ở cái cấp là của dục giới thôi. Bây giờ quý vị muốn nâng cấp lên một cái sự bình an sâu hơn, vững hơn nha, đó là quý vị tu qua các cái đề mục thiền định. Và ở đây thì đạo tràng của mình tu qua cái đề mục hơi thở dưới sự hướng dẫn của sư Thanh Minh. Và mình tu học thành công thì mình có cái tâm thiền, tâm sơ nhị tam tứ thiền. Nếu như mình thực tập thành công qua cái đề mục hơi thở thì lúc này tâm của các vị có cái tâm thiền, và mình sẽ đoạn đi năm cái triền cái là tham dục, sân, trạo hối, hôn trầm và nghi. Lúc này tâm của mình nó sẽ an rất là nhiều, nó an vững hơn, sâu hơn. Còn bây giờ quý vị coi chứ thật ra nha, mình tu học không có sâu, không có vững á, thật ra là cái bình an của mình á, coi vậy chứ nó bấp bênh đó, phải không? Bấp bênh. Mới vui đó, cái buồn đó. Con người ý vọng gồm hai, khi mừng khi giận, đổi thay khôn lường. Vội vàng khi ghét khi thương, khi thương thương vội, khi lìa lìa mong. Mình mới thương đó chứ ghét đó, mình mới an đó chứ khổ đó, liền tức thì đó. Mới dễ thương đó có chừng ương ương đó, mới từ bi đó có chừng sân si đó, có phải không? Là tại vì sao? Mình chưa có cái tâm thiền để cái tâm bình an của mình nó được sâu hơn. Tâm thiền vẫn chưa phải là rốt ráo của đạo Phật nha. Thầy đang nói từng cấp độ mà, đắc thiền rồi, đắc các cái tầng thiền sắc giới rồi, vô sắc rồi, vẫn chưa phải là cái bình an rốt ráo cuối cùng của đạo Phật đâu quý vị. Mà rốt ráo cuối cùng của đạo Phật là mình phải qua tu thiền quán để đắc thánh kìa, qua tứ niệm xứ để đắc thánh kìa. Vậy thì quý vị thấy để được bình an á phải trả giá nhiều không? Trả giá không? Rất là phải trả giá nhiều khê lắm.
Cho nên trong kinh Ngài Maha Ca Diếp, trong kinh Tương Ưng, Ngài Maha Ca Diếp tới thưa với Đức Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, con thấy con đường phạm hạnh là con đường hiểm nạn. Cái câu kinh mà thầy mê ơi là mê luôn quý vị. Thầy đọc câu đó thầy thấm tới tận xương tủy của thầy luôn á. Tại vì thầy thấy đúng là đường tu nó khó quá, vô cùng khó. Con thấy con đường phạm hạnh là con đường hiểm nạn. Đó, Ngài Ca Diếp thưa với Đức Phật như vậy. Và Đức Phật xác tín: này Kassapa, con đường phạm hạnh là con đường hiểm nạn. Đức Phật xác tín như vậy. Đó là quý vị mới tu ở cấp thấp thôi đó, ở dục giới thôi đó, ở cái tâm thấp thôi đó, mà quý vị còn chướng ngại không? Hả? Những người thọ bát quan trai, chiều giờ cái bụng nó có kêu chưa? Ọt ọt chưa? Đó. Bây giờ chắc chưa đâu, tối nay về đúng không? Đó, tối nay về bắt đầu nó ọt ọt ọt, hết A-ra-hăng nổi luôn quý vị. Mà hả ra ăn, hả ra ăn, hả ra ăn. Đó, niệm đề mục A-ra-hăng, A-ra-hăng, A-ra-hăng. Hả ra ăn, hả ra ăn, hả ra ăn. Đó. Niệm Phật mà cứ nhớ bánh xèo, nó khổ lắm. Niệm Phật mà nhớ bún riêu, đã vậy rồi chùa hôm nay chùa lại nấu đồ ăn nữa. Như vậy cái đường xuống mình ăn không được. Đơn giản có cái giới không mang phi thời thôi, mình giữ có 3 ngày thôi, giống như mình coi như là cái chuyện gì đó mà nó vô cùng vĩ đại trong đời mình vậy đó. Tại vì lâu nay cái thói quen của mình á, cứ chiều là mình ăn, tối là mình ăn, bây giờ sau giờ ngọ mình không ăn nữa, là bắt đầu cái bụng mình á bắt đầu nó đấu tranh, nó đòi hỏi. Mình ăn quen rồi thì thấy có một giới đó không, giữ có một ngày này không mà còn vất vả vậy đó. Và ở đây có một cái hình ảnh mà một thiền sư này dạy thầy rất là thích. Giống như quý vị ở bên ngoài á, quý vị vào chùa nha, vào chùa tu, quý vị thấy Phật tử về đông, rồi chùa cũng vui, nghe pháp, thuyết pháp, tu tập, gặp bạn bè, rồi mình tu kỷ niệm đó, lát nữa mình chụp vài tấm hình kỷ niệm ha. Bắt đầu vui không? Vui về, buổi sau khóa tu đi tiếp nha. Nhưng mà vô chùa 3 ngày nó khác á. Vô 3 ngày nó khác, vô 1 tuần nó khác, vô 1 tháng nó khác. Quý vị biết nó khác chỗ nào không? Bắt đầu vô 3 ngày, 7 ngày á, ở ngoài đời mình buồn, mình đi karaoke, mình đi cà phê. Ở chùa buồn đi đâu? Đi đâu? Đi vòng vòng chùa chứ đi đâu? Phải không? Ở ngoài buồn, mở phim lên, ở trong chùa đâu có cho coi phim đâu, đâu có cho chơi game đâu. Buồn mở game ra chơi, chơi đến cái nào mệt ngủ được không? Được. Rồi, ở bên ngoài buồn, alo, bà tám với bạn, bà tám cái nào mệt ngủ thôi. Ủa vô chùa, ngay cả chùa thầy đâu có dùng điện thoại đâu. Mấy chú chỉ có 1-2 cái điện thoại chung, không có dùng điện thoại, chùa không có cầm điện thoại và không cầm tiền nha. Chỉ có cái quỹ đó và mấy anh lớn cầm tiền và điện thoại đó, khi nào chúng cần liên lạc với gia đình lên. Quý vị nghĩ coi, ban đầu á, mình vô mình thấy vui, mà ở 3 ngày, 7 ngày nha, buồn không biết làm gì, không có điện thoại để bà tán với ai chứ. Buồn không biết đi đâu nữa chứ, đi vòng vòng chùa. Vậy thì lúc đó đó, cái cảm giác nó như thế này nè. Giống như lấy con cá, nó đang bơi dưới nước, quý vị bỏ nó lên bờ thì con cá nó làm sao? Nó ngợp 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 đúng không? Nó bị ngợp. Cũng vậy đó. Cái người lâu nay ở ngoài đời á, quý vị cho họ vô chùa, họ tu, đặc biệt cái ngôi chùa càng tĩnh lặng nha, không được dùng những cái công nghệ, mà đặc biệt mà có những nơi tịnh khẩu không nói chuyện nữa, để lo hành thiền thôi. Trời ơi, những ngày đầu á, 1, 2, 3 ngày đầu quý vị vô một thế giới mới gì đó, nó ngợp y như con cá nó ngợp. Cái cảm giác nó như vậy. Đó là do đâu? Do tâm của mình á, lâu nay là mình cứ đắm trong các dục. Mắt của mình đắm trong sắc. Lâu nay mình thích hoa hồng, đó có hoa hồng. Mình thích hoa hồng cái có hoa hồng, mình có tiền mà thích một cái mua về ngắm. Thích một cái chỉ cần lên mạng đặt người ta đem tới. Thích ăn chè có chè, thích chè đậu ván có chè đậu ván, thích chè đậu đen có chè đậu đen, thích chè đậu đỏ có chè đậu đỏ. Đó, 3 loại chè thầy thích đó, thầy nói khéo đó, quý vị hiểu không? Thầy nói khéo đó, hiểu không? Đó, nếu không hiểu đi thì bỏ like Facebook luôn nha. Đó, thì ý thầy muốn nói đó, bây giờ mình thích cái có liền không? Có. Thích nghe nhạc, mở nhạc lên nghe. Đó, thích ăn cái gì nhà bếp có sẵn, cần thiết thì đặt. Nhưng mà khi mình vào một cái môi trường tu tập, nó có đáp ứng được những cái dục đó cho mình không? Cái cảnh vòng vòng trong chùa thôi, đâu có nghe pháp đâu, đâu có nghe nhạc đâu. Bây giờ nếu có nghe, nghe pháp thôi, hoặc bàn luận với nhau trong đạo pháp thôi. Đâu có trong chùa có cái chuyện muốn ăn gì thì ăn đâu. Thứ nhất là ăn những món được ăn, và thứ hai ăn uống phải có giờ giấc nữa. Nè mấy chú chùa của thầy, nhiều chú trẻ lâu lâu lén lén xuống nhà bếp ăn lén thầy. Ngày xưa thầy cũng vậy mà, thấy không? Nhưng mà thầy biết là thầy cũng phải khuyến khích, chứ không phải lâu lâu lắm mà được. Lâu lâu lắm mà mấy chú đói bụng quá, nhất là tối mà đi học về
Ngày xưa thầy đi học có quý vị, buổi tối đi học về, đi ngang, thầy nhớ đi ngang một cái cầu, đó là cái cầu cầu Lầu. Cầu Lầu với cầu Thiền Đức ở Vĩnh Long là nó sát nhau. Một cái từ chợ Vĩnh Long đi xuống, đi thẳng cái là qua cầu Lầu, rẽ trái một cái là qua cầu Thiền Đức. Ở ngay cầu Lầu có cái bà cụ đó, bà bán cái gì đi? Một bên là bán cái bánh bao. Cái bánh bao mà ở trong nó có như đậu xanh đó nha. Và một bên là bán chè. Vì biết ngày nào thầy đi về thầy cũng thèm hết trơn. Thầy mà đâu có tiền mua đâu. Ngày xưa đi học thầy không biết có ai đó cho thầy chiếc xe đạp Trung Quốc á. Thầy đi học mấy năm trời là cứ hàng ngày đạp xe đạp, trong túi có mấy ngàn. Không dám mua chè ăn. Thì biết tại sao không dám mua không? Bể bánh xe. Có một lần bể rồi không có tiền. Thôi để đỡ vài ngàn trong túi á, để mà lỡ đi học, tại vì đi học mấy cây số lận. Mà lỡ bể bánh xe á, có tiền vá bánh xe quý vị. Mà thầy đi học mấy năm trời cho đó trên chiếc xe đạp Trung Quốc ngày xưa thầy nhớ như vậy. Bây giờ thầy có điều kiện là bây giờ thầy muốn ăn chè có chè ăn chứ mà không còn ngon được như ngày xưa nữa quý vị. Thì quý vị phải hiểu cái cảm giác này nè. Mình ở cõi dục á, mình không có tu á, là suốt ngày mình đắm trong các dục. Tâm rất là khó điều phục. Theo các dục quay cuồng, bậc trí điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Quý vị mà điều phục được tâm, thay vì mình nghĩ lung tung á, mình chỉ còn có cái đề mục hơi thở thôi. Mình đang nói về thiền định nha, tập trung vào hơi thở thôi. Thì quý vị hiểu cái cảm giác không? Lâu nay mình thích cái gì mình nhìn cái đó, thích cái gì nghe cái đó, thích cái gì ăn cái đó. Bây giờ tất cả phải trong nội quy. Và lúc đó quý vị mới hiểu cái cảm giác là mình dạng như bị chới với, giống như con cá vậy đó. Con cá nó quăng lên nước nó ngợp vậy đó. Mình đắm trong các dục quen rồi. Mình đắm trong cái chuyện ăn tối, ăn thoải mái quen rồi. Bây giờ giữ bát quan trai có một ngày mình không quen. Thấy chưa? Mới có một ngày thôi, hai ngày thôi, ba ngày thôi còn khó. Thì cái chuyện tu của mình nó cũng vậy. Bình an nó có từng cái cấp độ. Cấp độ sâu hơn, cao hơn. Mình gọi là thiện cấp cao á. Đó là quý vị phát sanh được cái tâm thiền, sơ nhị tam tứ thiền. Thì qua Tết tức là qua tháng này rồi, sắp tới đây nè, mùng 8 tháng 2 này là mình sẽ có khóa thiền đầu tiên. Và sư vào, mỗi tháng sư vào, sư dạy cho mình. Thì thầy rất mong nha, Phật tử muốn đạt được cái bình an cao hơn, sâu hơn, thì quý vị thực tập các cái đề mục thiền định. Và khi dưới sự hướng dẫn của sư, mình thực tập các cái đề mục thiền định mà mình có định rồi đó, có tâm thiền rồi đó, thì sư sẽ chỉ mình qua cái thiền quán. À, qua các cái tầng thiền quán, 16 cái tầng tuệ. Lúc đó mình sẽ qua hành giới định tuệ. Lúc đó là mình sẽ hành qua tứ niệm xứ. Lúc đó là mình sẽ qua thiền quán, để thấy được danh sắc này vô thường khổ vô ngã. Và lúc này mình mới có cái bình an cao hơn. Và vậy thì cái bình an cao hơn rốt ráo của Đạo Phật là gì? Đó chính là mình đắc thánh. Nhớ nha, đắc thánh rồi thì mới có một cái bình an rốt ráo. Nó dễ hiểu là mình đoạn được tận gốc những cái phiền não. Còn quý vị ngồi đây, quý vị còn phiền não không? Còn không? Còn. Có thể ngồi đây là quý vị đang không có phiền não, nhưng mà lát nữa có thể có không? Có. Vậy thì cái phiền não nó còn không? Nó còn. Rồi, cái bình an nó cao hơn một chút là bình an của sự đắc thiền. Các người đắc thiền á, trong lúc họ hành thiền, trong lúc đắc thiền, sống với tâm thiền, là họ không có tham dục, không có sân nha. Nhưng mà rời tâm thiền rồi, vị đó có thể còn tham dục sân không? Vẫn có. Cho nên ngay cả cái việc mà đắc thiền á, là một cái dạng bình an cấp cao đó, an lạc, hỷ lạc, cấp cao, hỷ lạc của thiền đó. Vậy đó quý vị, mà vẫn chưa phải là rốt ráo. Rốt ráo phải là đoạn tận phiền não, đoạn tận cái gốc của tâm sân, đoạn tận cái gốc của tham, thì lúc này mới có bình an, gọi là bình an rốt ráo của Đạo Phật. Cho nên là quá trình mà tu học á, thầy thưa quý vị là quá trình mình đi tìm bình an, đi tìm bình an, đi tìm giải thoát. Trong kinh á, thầy xin dẫn một cái bài kinh trong kinh Trung Bộ, kinh ví dụ lõi cây. Đức Phật mới nói một cái ví dụ thế này, ví cho cái người mà đi tìm cái rốt ráo trong Đạo Phật á, tức là đi tìm cái lõi cây. Đức Phật ví dụ một người họ đi tìm cái lõi cây, và khi mà đi tìm cái lõi cây thì họ thấy một cái cành cây sum xê, và họ mới thấy được cái cành lá đẹp này kia đó. Họ mới lấy cái cành lá đem về và họ dừng lại ở cái cành lá, họ không có lấy được cái lõi cây. Họ dừng ở cái cành lá, họ đem cành lá về. Một người sâu hơn một chút á, thì họ không có dừng ở cái cành lá, mà họ lấy được cái vỏ ngoài của cái cây, rồi họ dừng ở đó, họ đi về. Một người sâu hơn một chút á, họ không có dừng ở cái vỏ ngoài, mà họ lấy được cái vỏ trong của cái cây, rồi họ đi về. Là người thứ ba rồi đúng không? Đến người thứ tư, họ không có dừng ở cái vỏ trong, mà họ lấy cái gọi là cái gì mà
cái giác cây, tức là trước khi mà họ vào cái lõi cây á, họ lấy được cái giác cây rồi họ đi về. Và cái người thứ năm là họ lấy được cái lõi cây rồi họ mới đi về. Vậy thì vì nghe cái đoạn này rất là quan trọng nha. Mục đích cuối cùng của đạo Phật, mục đích cuối cùng rốt ráo của đời sống phạm hạnh, mục đích cuối cùng của đời sống tu học là gì? Thì Đức Phật nói cái ví dụ nằm cái trường hợp đi tìm cái lõi cây đó đó. Có người dừng ở cái cành lá, có người dừng ở cái vỏ ngoài, có người dừng ở cái vỏ trong, có người dừng ở cái giác cây, và cuối cùng là có người lấy được cái lõi cây. Và cái người lấy được lõi cây mới là tìm được cái rốt ráo. Và Đức Phật mới ví dụ cho năm hạng người đi tìm đạo, đi tìm cái bình an, đi tìm cái an lạc. Người thứ nhất á, lấy được cái cành lá là người nào quý vị biết không? Mình đi tu học, mình đi học Phật Pháp tu học. Mình có cái phước gì đó, mình có giới, mình tu học, rồi có phước, mình sẽ được người ta cung kính và lợi dưỡng. Được cung kính, được lợi dưỡng. Cho nên á, có những người họ không đi xa được và họ dừng luôn ở cái cung kính lợi dưỡng luôn. Tức là đắm trong các cái lợi dưỡng, đắm trong cái sự cung kính. Cuối cùng mình đi học Phật Pháp là để người ta kính mình, người ta không kính mình buồn, mình giận. Hiểu cái chỗ này vì mới thấy cái chuyện mà người ta lạy mình á, trở là một cái chuyện có chút xíu cái móng tay trong Phật Pháp mà. Nên cần gì phải để cho người ta lạy mình. Người ta quý, người ta lạy là chuyện của người ta. Chứ còn cái người tu học không phải tu là để người ta lạy mình. Đây mới là cái gì, mới có cái cành lá của cái cây. Mà nếu mình không có khéo á nha, mình nghĩ mình đi vô chùa mình tu mình học, mình dễ thương để người ta thấy mình, người ta kính mình. Chị ơi, em thấy trong đạo tràng khóa lễ hôm nay, cầu an chúc phúc hôm nay cả ngàn người, chị là nhất đó. Bắt đầu mình về mình không biết nhất gì. Ngày mai, cả đêm hôm qua chị ngủ không được. Em nói chị nhất là nhất gì vậy em? Là chị nhất thời á, biết không? Chị nhất thời, chị đẹp nhất thời, hay là chị dễ thương nhất thời, cũng nhất đó, nhưng mà nhất gì? Nhất thời thôi. Cho nên quý vị thấy nha, mình tu có phải để cho người ta kính mình không, quý mình không? Không. Mình tu để mong được cái lợi dưỡng gì không? Không. Đây thầy nói lại cái đoạn này. Pháp của Phật, Phật phải bỏ mạng nhiều kiếp để mà ngài tìm ra pháp. Vậy pháp đó giá nhiêu? Nếu mà đổi lại giá nhiêu? Giá nhiêu quý vị? Cho thầy cái giá đó. Vô giá. Pháp Phật là vô giá. Là tại sao nói pháp Phật vô giá? Và chị bây giờ quý vị nó có giá đi, vậy thì giá nhiêu? Định giá cho thầy cái pháp Phật giá nhiêu? Đó. Cho nên có một lần có Phật đang đi, có cái ông đó, ông nên thưa với Đức Phật, ông hiểu lầm Đức Phật. Đức Phật giải thích cho ông xong, ông cúng dường cho Phật. Phật không có nhận. Phật thuyết pháp không phải là nói pháp để được cúng dường. Nói pháp mà để được cúng dường có nghĩa là nói pháp với nhau. Ví dụ như hôm nay mà thầy giảng pháp nào, thầy giảng pháp để quý vị cúng dường cho thầy nha. Thì ví dụ như vậy nè, thầy tới đây, thầy cho quý vị những cái viên ngọc, xong thầy xin quý vị lại một chút cái đờm giải vậy đó. Cái người hiểu đạo quý vị thấy vậy đó. Mình bảo vệ pháp, mình thương pháp, mình kính pháp, mình tin pháp, mình nương tựa pháp, mình tôn pháp trên đầu của mình. Phật đại diện cho pháp, Phật có đại diện cho chân lý. Pháp là những gì mà Phật tu chứng, là những gì mà Phật dạy. Cho nên pháp Phật mình hiểu thế vậy, mình mới thấy là pháp Phật là vô giá, là tôn kính. Không vì một cái gì mình nói pháp ra để cho người ta kính mình, người ta quý mình, để cho người ta cúng dường cho mình, mà thầy nói vô cùng bé nhỏ. Không phải vậy. Mà hôm nay thầy nói pháp hoặc các thầy giảng pháp cho quý vị là vì lý do gì? Là vì pháp Phật giúp cho mình thoát khổ. Đó là cái mấu chốt. Cho nên có những người họ trên con đường quá trình tu học á, họ dừng lại ở cái chỗ lợi dưỡng và cung kính thôi. À, có những người họ không dừng ở lợi dưỡng mà cung kính, họ đi qua được cái bước thứ hai, đó là họ giữ giới thanh tịnh. Giữ giới thanh tịnh nha quý vị. Giữ giới thanh tịnh là sao? Là nếu mà cư sĩ quý vị giữ 5 giới cho thanh tịnh, 8 giới cho thanh tịnh, hoặc giới của tỳ kheo, của tỳ kheo ni, của sa di ni, thì quý vị nghĩ không? Một người mà có giới á nha, người ta nhìn mình, người ta cung kính mình lắm, người ta kính mình lắm. Có nghĩa là quý vị chưa có đắc thiền, quý vị chưa có đắc thánh, mà quý vị chỉ cần có giới thôi, là người ta nhìn mình thôi, là người ta làm sao? Là người ta cung kính mình rồi đó. Phật tử của thầy vừa rồi thầy có đặt cho, đệ tử của thầy vừa rồi thầy có đặt cho một vị tên là Tuệ Nghi. Tuệ Nghi. À, Tuệ Nghi là gì? Ở đây là trong các câu đối để hai bên này, như có một câu là hình như câu chỗ cái cột này, quý vị đọc có phải không? Đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm,
vào ra cười nói tướng đoan nghiêm, phải không? Đó, nghĩa là mình đi đứng nằm ngồi, đi đứng trong chánh niệm, mình vào ra cười nói lúc nào cũng đoan nghiêm hết trơn á, tức là mình có oai nghi, mình có tế hạnh. Thì thầy đặt pháp danh là Tuệ Nghi, thầy nói con làm sao mà con đi đứng làm sao mà con có uy nghi, người ta nhìn con người ta phát tâm tu luôn. Mà con đi đứng làm sao người ta nhìn con người ta thấy nghi ngờ Phật pháp. Phải không? Cũng có từ nghi, mà đi đứng làm sao người ta thấy mình người ta nghi. Đó, giống như hồi nãy cái chú hồi nãy đó, con đi đứng làm sao mà người ta không nói, không nói ai hết trơn mà nói con ăn cắp vậy? Bao nhiêu người ta không nói, người ta nói con. Bây giờ mình nói nè, mình không có đánh bài, mình không có uống rượu nha, mà mình không có dính vô bài bạc rượu chè, ví dụ vậy. Đây là thầy có dạy một lần cho đệ tử, thầy nói các con đi qua chợ, các con tới chỗ đó người ta đang đánh bài, cạnh cái đó có cái quán nha, con vô cái quán đó con mua và con đứng ngay cái chỗ người ta đánh bài đó, dù con không đánh bài nhưng mà con đứng ở chỗ đó con mua đó, cũng rất là dễ hay sao hiểu lầm thôi, thì mình đi qua cái quán kế bên đó mình mua đó. Nó vậy đó quý vị, cho nên thầy nói con là Tuệ Nghi nha, con đừng để người ta nhìn vô con người ta nghi ngờ Phật pháp đó, mà người ta nhìn vô con là người ta thấy có uy nghi, có oai đáng kính, có nghi đáng sợ đó. Mà chỉ cần quý vị biết không, Đức Phật á, có khi Đức Phật chỉ cần đi thôi, ngài Vát Ca Ly thấy Đức Phật xong có niềm tin nơi Đức Phật luôn, xin Đức Phật xuất gia luôn, sau này trở thành một vị thánh. Đức Phật tán thán là đệ nhất niềm tin, ngài Vát Ca Ly đó, ngài là đệ nhất niềm tin, ngài đắc thánh là vị đệ nhất niềm tin đó quý vị. Giờ thì quý vị thấy cái trường hợp thứ hai, cái người này họ giữ giới á, là thanh tịnh nha, và được rất là nhiều người cung kính và họ dừng lại ở đó. Nhưng đó có phải là rốt cùng của đạo Phật chưa? Chưa. Thì cái người mà lợi dưỡng cung kính á, giống như là cái lá cành cây thôi. Cái người có giới á, là cái người vỏ ngoài thôi. Và cái người mà đạt vỏ trong là cái gì? Là Đức Phật mới ví cho cái người mà tu tập có được cái tâm thiền đó quý vị. Cái tâm thiền, tâm sơ, nhị, tam, tứ thiền, hay là tâm tứ không thiền, tức là người đó đắc định á. Và cái người đắc định trong đất trời này quý vị biết không, nó khó lắm, ít lắm. Quý vị nghĩ coi, ví dụ như có một lần thầy chỉ cho anh vị đó, bây giờ con muốn tu đúng không, con muốn qua tu thiền định đúng không, rồi con giữ giới, xong con tu cái đề mục và con tập trung vào hơi thở vào ra, con tập trung vào cái điểm á, trước cái chóp mũi đây nha, cứ vào ra, tập trung vào ra thôi. Cái vị nó, ủa vậy thôi á hả thầy, ủa đơn giản vậy hả thầy, vậy thôi đó con, nó đơn giản vậy đó, nó đơn giản vậy đó. Mà quý vị nghĩ coi có đơn giản không? Thì có vẻ thì nó đơn giản, nhưng quý vị xét lại nè, khi quý vị ngồi, quý vị tập trung vào hơi thở vào ra trong một tiếng nha, trong một tiếng nha, quý vị nghĩ coi, trước đó mình nghĩ đến 1 tỷ việc, bây giờ mình chỉ nghĩ còn có 1 việc, là chỉ có hơi thở vào ra thôi. Thì nghĩ sao? Đơn giản không? Không hề đơn giản. Mình nghĩ cả trăm cả ngàn việc mà bây giờ chỉ còn 1 việc thôi, đó là có chánh niệm để theo dõi hơi thở vào ra. Và thì cái chuyện tu nó dễ hay khó? Quá khó. Ta chưa kể mà ngồi thiền nó nhức, nó đau. Ngồi thiền quý vị, có một lần có một vị làm câu thơ vui thôi. Nếu chẳng một phen xương muốn gãy, làm sao ngồi trọn được 2 giờ? Ngồi 2 giờ chưa có là gì đâu quý vị. Ngồi thiền, ta đang nói về thiền định đó nha. Cái ngồi lâu là một trợ duyên đó. Ngồi 3 tiếng ấy. Một thời ngồi 2 tiếng, 3 tiếng thì tâm mình nó mới dễ định. Mình mới ngồi có 15 phút hồi nãy niệm ơn Đức Phật. Mà quý vị nhìn thử coi, bữa nào quý vị giả bộ liếc thử coi, ngồi có 15 phút, lắc qua, lắc lại, lắc tới, lắc lui. Thì biết làm sao lắc không? Thì mình lắc qua rồi quen rồi. Đó, giống như con cá đang ở dưới nước, bây giờ bỏ nó lên trên bờ một cái thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ bị ngợp. Vậy thì quý vị thấy chứ, cái gì nó có cái giá của nó, giá bánh bèo hay giá bánh xèo. Đó, mình có cái tâm thiện dục giới, mình làm thiện, mình có bình an cấp thấp, mình qua hành thiền định đó. Đó, Đức Phật nói cái người mà lấy được cái vỏ ngoài đó, giống như cái người đắc định vậy đó, nhưng đó chưa phải là rốt ráo của Phật pháp. Đến cái trường hợp thứ tư là lấy được cái vỏ trong là gì? Là người đó có thần thông thắng trí quý vị. Sau khi đắc định rồi, vị đó luyện thần thông. Thần thông trong nhà Phật đó, có khi Phật nói 3, có khi Phật nói 1. Ví dụ nói 3 là tha tâm thông, túc mạng thông, với lại lậu tận thông. Nếu mà nói 6 là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Và có khi Phật nói giáo hóa thần thông. Thì trong các loại thần thông thì có một thần thông mà Phật khuyến khích, đó là giáo hóa thần thông. Giáo hóa thần thông tức là mình nói làm sao cho người ta bỏ ác làm thiện, mình nói làm sao cho người ta quay về với Phật pháp.
mình nói sao cho người ta làm lành lãnh dữ, thì đó là thần thông. Thần thông trong đạo Phật là gì? Thần thông trong đạo Phật á, cái chuyện đó người ta chửi mình, đáng lẽ mình giận dữ lắm mà mình không giận, đó là phép lạ thần thông đó quý vị. Có thần thông là chỗ đó đó. Thần thông trong đạo Phật là gì? Là đáng lẽ giờ này nè quý vị đang ngồi ở đâu, đang ngồi ở đâu hả? Đó, đang ngồi ở quán karaoke đó, đang ngồi ở quán cà phê đó, mà không hiểu vì sao mà quý vị vô đây, là phép lạ, phải không? Tức là mình bỏ ác, mình quay với điều thiện, mình bỏ cái hưởng dục mà mình quay vào con đường tu tập, thì đó chính là phép lạ của đạo Phật. Chuyện đó lúc trước á, đụng chuyện là chết với mình rồi. Nhưng mà từ ngày mình biết tu á, mình biết kham nhẫn, mình biết nhẫn, biết nhịn, hơn thua để làm gì? Rồi, rồi 10 năm nữa, 20 năm nữa, người đâu và ta đâu? Rồi nhìn mình nhìn lại tự mình có cái kinh nghiệm. Ngày xưa mình tưởng mình giận người ta là ngon, mình tưởng mình chửi người ta là ngon. Cái mình rút kinh nghiệm lại, mình chửi, hôm đó mình chửi thắng rồi. Chửi thắng xong tối đó đâu ngủ được đâu. Chưa kể là hôm sau mình sợ người ta trả thù. Thì ra thắng không có ngon lành gì cả, mà thua cũng có ngon lành gì cả. Thoát ra cái đó. Và Đức Phật nói trong kinh nha, rất hay. Người nào mà trong cái cuộc giận hờn mà làm chủ được cơn giận thì là y sư cho cả hai. Nghe hạnh phúc không? Y sư cho cả hai. Và thì sư là thầy á, còn y là gì? Y là gì? Y là thuốc á. Y sư là thầy thuốc á, cho cả hai. Tức là nếu quý vị trong một cái cuộc giận hờn nào đó, quý vị kham nhẫn được, quý vị tâm từ được, quý vị bỏ qua được, là quý vị làm như một cái vị thầy thuốc chữa bệnh cho cả hai người luôn. Cho nên là làm chủ được giận hờn là đạt đến chiến thắng một lần cho cả hai phía. Là y sư cho cả hai luôn. Nó có nghĩa là mình thành công, mình thực tập thành công là mình giúp cho mình và giúp cho người. Thì thần thông trong đạo Phật, phép lạ trong đạo Phật là chỗ đó đó. Đáng lẽ mình giận mà mình không giận, đáng lẽ mình buồn mà mình không buồn. Thầy có biết không, giờ con cũng buồn ngủ lắm á, nhưng mà thầy đang thuyết pháp. Nãy giờ thầy nói pháp của Phật vô giá, mà bây giờ chẳng lẽ con không vượt qua được cơn buồn ngủ sao, phải không? Con sẽ ngồi thẳng lưng lên, con nghe thầy thuyết pháp, con mở mắt ra con nghe thầy thuyết pháp. Buồn ngủ quá thì con lấy tay con xoa mắt, không thì con lấy dầu con bôi vô mắt con luôn, ví dụ vậy á, bỏ vô đây cho nó tỉnh, ví dụ vậy đó. Pháp Phật là vô giá mà thầy thuyết con lại đi ngủ, tự nhiên mình có cái động lực. Thì đáng lẽ giờ này ngủ mà không ngủ, đáng lẽ buổi sáng á, giờ đó là giờ ngồi thiền nếu mà mình tu nha, nhưng mà bình thường giờ đó giờ ngủ, đáng lẽ giờ đó ngủ mà mình không ngủ, mình dậy mình ngồi thiền, thì thấy không? Đáng lẽ giờ đó là mình ăn đó mà vì giữ giới mình không ăn, thì đó là phép lạ, là thần thông trong đạo Phật là như vậy đó. Vậy thì cái người mà họ đắc thiền á, có những vị họ luyện thần thông, họ nhìn mình, họ biết tâm mình như thế nào. Nếu mà họ luyện thành công tha tâm thông, họ nhìn mình, họ biết kiếp trước mình là ai, 5 kiếp trước mình là ai, 10 kiếp trước mình là ai, thì cái vị đó có túc mạng thông. Cái vị đó có thể nhìn xa được, nghe xa được. Nhưng mà quý vị biết đạo Phật thì cái rốt cùng của đạo Phật không phải là để có thần thông, mà Đức Phật không cho quý thầy dùng thần thông, vì thứ nhất nó không phải là cái cuối cùng của đạo Phật, và thứ hai là Đức Phật mà khuyến khích cho cái chuyện dùng thần thông á, thì sau này Đức Phật biết được là người ta vào, người ta sẽ đi tìm những cái vị có thần thông để học, chứ không có tìm những cái bậc thánh để học. Tại vì người ta nghĩ rằng sự thành tựu trong đời sống phạm hạnh là thần thông, chứ không phải là thánh quả, chứ không phải là giải thoát. Đó, họ đi tìm những vị thần thông, trong khi thần thông có nhiều người ngoại đạo họ cũng đắc được. Cho nên vì một chữ thương, cho nên Đức Phật không có khuyến khích dùng thần thông. Đó, mình phải hiểu chỗ này mình mới thấy cái trí tuệ của Phật. Phật nói gì á, là Phật biết nên nói gì, không nên nói gì. Quý vị hình dung có Đức Phật nè, không bao giờ Ngài có một từ dư nha, một từ mà nói dư hoặc một từ nói thiếu. Đức Phật không bao giờ có một nụ cười dư hoặc một nụ cười thiếu. Còn mình nó là gì? Đáng cười lại không cười, không đáng cười nó thì cười. Con sư tử nó kêu hết trong rừng lại, nó nói hôm nay hãy kể. Đầu tiên là hình như con khỉ kể trước, khỉ hãy kể câu chuyện cười. Kể sao nguyên cái hội chúng trong đó con nào cũng cười, riêng con bò nó không cười. Thế là con khỉ bị con sư tử thịt luôn. Hôm sau con sư tử nói bây giờ ta ra cái bài học, kể một câu chuyện hồi đó. Nghe xong các con vật con nào cũng khóc hết. Con chó nó kể quá trời nó nỗi khổ của nó, cái con nào cũng khóc hết. Cái tự nhiên con bò nó cười. Hôm qua kể chuyện cười thì nó không cười.
Hôm nay nghe kể chuyện khóc thì nó cười. Thì mấy con chị tức quá mới hỏi sao hôm qua kể chuyện cười thì không cười, hôm nay kể chuyện khóc thì lại cười. Nó nói nó đang ngồi đây giờ nó mới hiểu câu chuyện hôm qua. Đó. Và từ đó nó được gọi là ngu như bò. Mình cũng hay, nhiều khi mình giỡn ai mình có chữa người ta ngu như bò không? Ngu như bò, tối nay về pha sữa bò uống. Đó, mình nói chữa người ta ngu như bò xong tối nay pha sữa bò. Không có, đó là ác khẩu nha, nó trong đạo Phật đó là ác khẩu. Không có chửi người ta là ngu như bò nè. Ăn như heo hả? Ngủ như heo, ăn như heo gì đó, ngu như bò gì đó, sống như quỷ gì đó. Bỏ cái đó đi nha. Mình chửi mấy cô đó, mắc nghiệp. Con bị thánh á, ngài đắc thánh rồi vì biết không, mà ngài mắc cái nghiệp là cái miệng nào cũng nhai 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 vậy nè, giống như nhai con bò nhai, nó rảnh xong nó nhai lại á. Tại vì quá khứ á, ngài thấy có một cái vị á, ngài có cái bệnh đó, ngài mắc vào cái nghiệp đó, nên khi nó trổ quả vậy đó. Ngài bàn đặt mắc vào cái nghiệp, ngài là lầu thông tam tạng trong một kiếp trước, kinh luật luận trong ngài là ngài thuộc lầu. Ngài thấy có một vị tỳ kheo học lâu quá không có thuộc, ngài nói học gì mà chậm quá, ngài chê, ngài kinh thường. Đến khi mà thời Đức Phật Thích Ca, ngài đi tu 4 tháng trời có một câu kệ không thuộc. Nó khổ vậy đó, nó chỗ ngay cái lúc đó. Học hoài không thuộc một câu kệ. Và Đức Phật biết được là ngài mắc cái nghiệp đó. Sau khi hóa độ xong, ngài từ đó trở đi nói tới đâu thuộc tới đó. Có những cái nghiệp nó che. Cho nên á, quý vị hiểu á, quý vị thấy rằng là trong đời của mình đó nha, là mình học được Phật Pháp là một cái gì đó là mình nói theo đời chút là hưởng thụ lớn nhất của đời mình đó. Nếu quý vị cần cái gì hưởng thụ thì hưởng thụ trong Phật Pháp. Mình có được thiền, duyệt, thực, pháp, hỷ, thực. Niềm vui trong Pháp, niềm vui trong thiền. Cái niềm vui của thiền, quý vị biết không, nó bền, nó chắc, nó an lạc. Và nó không có cái hệ lụy của khổ đau. Hôm nay quý vị thích ăn bánh xèo, chưa chắc ngày mai quý vị thích. Hôm nay quý vị thích ăn bún riêu, chưa chắc ngày mai quý vị thích. Hôm nay quý vị thích ăn bánh canh, chưa chắc ngày mai quý vị thích. Hôm nay quý vị thích cái anh đó để tóc 73, chưa chắc ngày mai mình thích, đúng không? Hôm nay mình thích cái cô đó, mang đôi dép đó, có nụ cười đó, chưa chắc ngày mai mình thích. Tại vì cái thích của mình trong cái dục á, nó có thể thay đổi. Ngày xưa thầy cũng thích ăn chè lắm, bây giờ đỡ rồi. Đó, thầy ví dụ bản thân thầy thấy rất là rõ ràng. Ngày xưa thầy thích ăn món này, món kia, bánh xèo ngày xưa thầy cũng thích, bây giờ cũng đỡ rồi. Ngày xưa thầy thích ăn bánh bao lắm, bây giờ cũng đỡ rồi. Và quý vị thấy rõ ràng, thích trong cái dục nó thay đổi không? Nó thay đổi, nhưng bây giờ quý vị thấy vậy nè. Nếu giờ đây quý vị mà ngồi thiền có an lạc nha, an lạc cấp thấp thôi, chưa có đắc thiền đâu. Vì có an lạc, nó là an lạc như vậy đó. 10 ngày sau quý vị mà ngồi thiền, quý vị bắt đầu vào được cận định nha. Cận định thật ra là bắt đầu những cái chiền cái nó đã lắng từ từ rồi đó, là quý vị cũng an lạc vậy đó. 50 năm sau quý vị ngồi thiền, quý vị có cận định nó cũng an lạc vậy đó. Nó bền đó. Rồi nếu quý vị giỏi hơn, quý vị có được cái tâm thiền, tâm sơ nhị, tâm tứ thiền. Quý vị mà có được tứ thiền rồi nha, ví dụ vậy, quý vị nhập vào tâm tứ thiền, ngày mai nhập, nó an lạc vậy đó. Nếu quý vị sống được 100 năm sau, quý vị nhập trong tứ thiền, nó cũng an lạc vậy đó. Vậy thì cái an lạc của thiền nó bền chắc không? Còn an lạc của dục nó có bền không? Thấy chưa? Ngày xưa thầy cũng mê hoa hồng lắm chú bộ. Thầy cũng mua hoa hồng về thầy trồng đấy chú bộ. Hoa hồng Pháp, ngày xưa có gọi là hoa hồng Pháp, quý vị biết không? Mua hoa hồng Pháp về thầy trồng. Ngày xưa thầy cũng thích cành dương liễu. Rồi thầy thích cái hoa gì, thầy có đọc được cái bài thơ Hai sắc hoa tigôn đó, biết không? Đó xong rồi thầy đọc hoa tigôn là gì, thầy đi lên mạng thầy tìm Hai sắc hoa tigôn, vì mỗi mùa thu trước mỗi hoàng hôn, nhặt cánh hoa rơi bỗng thấy buồn, ta thấy gì người quá nắng gì đó. Đấy, trước thầy thuộc cái bài đó. Ngày xưa thầy đọc cái đó, thầy thích cái bài thơ đó quá, thầy mới đi tìm cái lò hoa đó. Nhưng mà giờ đỡ rồi. Bây giờ thầy thích những cái gì mà trong kinh điển thôi. Bây giờ nếu mà có thời gian thầy ngồi lại, thầy thích đọc những cái gì trong pháp và luật của Phật thôi. Không phải là thầy không đọc những cái đạo lý bên ngoài, nhưng mà nếu có lựa chọn thì thầy chỉ chọn là kinh và luật của Phật để thầy đọc, tại vì còn quá nhiều cái mình chưa có đọc. Đó, vậy thì cái thứ tư, cái người đó họ tới với Phật Pháp, sau khi đắc thiền rồi họ luyện thần thông. Và một người họ nhìn có thần thông thắng trí, quý vị nghĩ coi. Họ có thần thông thắng trí rồi, họ nhìn một vấn đề nó khác mình lắm. Mình thì mình nghĩ rằng cái dục là vui, nhưng với những người đắc thiền á, thì các ngài sẽ thấy là các dục vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm lại còn nhiều hơn. Dưới con mắt của bậc thánh, dưới con mắt của bậc đắc thiền, các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm lại còn nhiều hơn. Ăn ngon nó có vui không? Vui chứ. Mặc đẹp nó có vui không?
Vui chứ. Người ta khen mình có vui không? Vui chứ. Hôm nay sếp tăng lương có vui không? Vui chứ. Nhưng mà các dục nó vui ít, nó khổ nhiều quý vị. Còn trong Phật Pháp, đắc thiền rồi nó vui không? Nó bình an không? Bình an chứ. Nhưng mà nó sâu hơn. Nhưng cái bình an của người đắc thiền và có thần thông là ở trường hợp thứ tư, vẫn chưa phải là rốt ráo của đạo Phật. Và bây giờ quý vị thấy là đi tìm cái bình an ở cấp độ thứ năm qua cái bài kinh ví dụ lõi cây, đó là người tu tập giới định tuệ, tu tập bát chánh đạo, tu tập tứ niệm xứ, tu tập thiền vipassana, tu tập thiền quán mà ngày xưa dưới cội bồ đề Đức Phật đã tu đó, để đắc thánh, để giải thoát, để giải thoát khổ. Đó mới là rốt ráo của đạo Phật. Mà một người nào đắc thánh thì mới là cái mục đích cuối cùng của đạo Phật. Thì đắc thánh là giải khổ, giải thoát. Giải thoát tức là đắc thánh, đắc thánh tức là giải thoát. Thì thánh thì có nói kỹ hơn thì có 4 tầng thánh, nhưng mà cơ bản là đắc sơ quả là coi như xong việc. Và thì hôm nay dưới cái nhìn của đạo Phật, thầy giảng cho đại chúng bài pháp thoại với chủ đề làm gì để được bình an. Quý vị có thể có một cái hình dung cơ bản để mà mình có bình an được chưa? Có cơ bản được không? Vậy thì những điều mà lâu nay giúp cho quý vị bình an á, là nó đang ở cấp nào? Hả? Thường là cấp thấp, cấp thiện dục giới đúng không? Cấp thiện dục giới đó. Vậy có gì mà thỏa mãn chưa? Tự mãn với cái mình có chưa? Chưa đâu nha. Cái đáng để khoe nhất, thôi đọc theo thầy đi, câu này hay quá quý vị. Cái đáng để khoe nhất là lòng không muốn khoe. Cái đáng để muốn nhất là lòng không muốn gì. 2, 3. Quý vị hiểu câu này không? Cái đáng để mình khoe nhất là lòng không muốn khoe. Mà lòng không muốn khoe á, thì còn gì nữa đâu khoe. Mà khi nào thì mới được ở cái chỗ lòng không muốn khoe? Tam quả Anaham mới hết tham dục nha. Khủng khiếp không? Cái đáng để muốn nhất là lòng không muốn gì. Vì có hiểu, hiểu cái chỗ này không? Khi lòng không muốn gì thì mới là cái đáng để muốn nhất. Và tại sao không muốn gì? Tại vì muốn là tham, là tham dục. Còn muốn là còn tham dục đó. Hôm trước thầy có đọc cái câu của Khổng Minh Chỉ đó. Cái câu gì ta? Miệng nên ít nói, tự nhiên ít, ít họa. Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít, ít bệnh. Rồi gì nữa ta? Tâm mình ít muốn. Đó, hay lắm nè. Tâm mình ít muốn, tự nhiên ít lo. Thân mình ít sự, tự nhiên ít khổ. Quý vị đọc lại câu thứ 3 coi. Tâm mình ít muốn á, tự nhiên ít, ít lo. Bữa nào mà thầy thấy thầy muốn cái gì đâu thầy lo cái đó rồi đó. Đó. Thầy nói vui nha, bữa nay thầy nói ví dụ trong bài pháp hôm nay thôi. Thầy muốn giảng cái bài pháp hôm nay mà cho nó trọn vẹn, nó sâu sắc ví dụ vậy đi nha. Là thầy sẽ lo hơn cái bài giảng cơ bản. Là thầy phải giảng cái gì, suy nghĩ cái gì, bài giảng sao, sao, sao. Nhất là những cái bài giảng mà thầy in cái dàn bài ra cho quý vị á, mà bài soạn á nha. Thì nó sẽ rất là tốn cái công sức của thầy, nó tốn thời gian. Còn mà khi mà thầy gửi chánh kinh thôi thì nó không đỡ mất công sức. Thầy nhìn vô chánh kinh thầy giảng thì nó đỡ. Còn khi mà thầy soạn thành một cái bài dẫn nhập, định nghĩa, xuất xứ, nội dung, trình bày, kết luận, tổng kết bài học ở đó, là thầy phải suy tư để thầy soạn thành cái dàn bài. Thì thầy nói đơn giản thôi. Muốn đứng hàng đầu thì phải không có đầu hàng. Vậy đó. Muốn đứng hàng đầu phải không có đầu hàng. Thấy không? Mình muốn được tự do, mình tự do thì phải do tự mình. Đúng không? Mình tự do phải do tự mình. Bây giờ quý vị hôm nay mình làm cái lễ cầu an đầu năm. Muốn được an thì phải làm sao? Phải làm sao? Là tự mình phải thực tập sao để mình có bình an. Hôm nay vậy là vô đây là mình biết rồi, là mình phải tu thôi. Mình phải có phước, mình phải thực tập mình mới an. Chứ không thể nào thầy vô thầy biết con quen thầy giúp cho con bình an nghe thầy. Thì ví dụ đó, có thể quý vị gặp thầy nói vài câu cho quý vị bình an đi, có thể có không? Có. Nhưng mà bước ra khỏi cổng chùa rồi, quý vị muốn có bình an là vì phải thực tập thôi. Vì phải thực tập một cái đề mục nào đó, quý vị có giữ giới, có làm phước ở cấp thấp, quý vị có hành thiền định, quý vị sẽ an lạc lâu hơn. Phải thực tập thôi. Cho nên khi quý vị thực tập Pháp, là câu này trong Kinh Phật dạy nha. Pháp hộ trì
Nhớ không? Pháp hộ trì người hành pháp. Nhớ chưa? Pháp hộ trì người hành pháp, chứ không phải Phật hộ trì cho mình, chứ không phải là có một bậc thánh nào đó hộ trì cho mình, mà khi mình hành pháp đó, cái pháp đó hộ trì cho mình. Ngày xưa mình không có giữ giới, cho nên mình thấy cái món đồ đó mình mới ăn trộm, mình lấy xong rồi trong lòng mình bất an, chưa kể cái chuyện bị tù tội, chưa kể cái chuyện bị thị phi, người ta khinh ghét, hoặc là nhân quả sau này mình sẽ bị mất đồ lại, đúng không? Sau này mình hiểu đạo, mình phát nguyện mình giữ giới là không ăn trộm. Cái gì không phải của mình là mình không có lấy. Từ cái thô cho đến cái tế. Cái tế của con ăn trộm là vậy nào? Người ta đứng đó mình không có nhìn lén người ta. Đó là con ăn trộm là vậy luôn đó. Hôm trước thầy kể câu chuyện đi qua đò chưa? Có anh thanh niên đi qua đò thấy một cô gái dễ thương quá. Sau khi anh cứ lén anh nhìn cổ á, khi xuống đò, mỗi người cổ lấy 1 đồng. Riêng ảnh cổ lấy 2 đồng. Anh nói sao mỗi người cô lấy có 1 đồng mà riêng tôi cô lấy 2 đồng. Dạ, em lấy 1 đồng tiền đò, 1 đồng anh nhìn em. Để là đúng rồi, hồi nãy em nhìn mà đưa 2 đồng. Và trên cái sau khi lo công việc xong anh đi về, anh biết là ha, nhìn cô này bây giờ có ảnh không nhìn nữa. Khi xuống đò mỗi người 1 đồng, cổ lại lấy ảnh 2 đồng nữa. À nha nha, tôi không có nhìn cô nha. Dạ đúng, em đâu có lấy anh cái 1 đồng tiền nhìn em đâu. Em lấy anh 1 đồng tiền đò, 1 đồng còn gì? Tâm anh nhìn em. Nghe không? Có nghĩa là mắt không có nhìn, mà ngồi trên thiền trên ghe mà tâm cứ nhìn không à. Thì cũng vậy, mình không có lấy cái đó, mà trong tâm mình cứ li li cái đó. Vì hiểu không? Đó giữ giới mà sau là như vậy đó. Đúng rồi, cái tô cà ri bánh mì đó mình giữ bát quan trai mình không có ăn. Mình nguyện mình không ăn và mình không ăn luôn nha. Mà nghĩ sáng đến 5:30 sáng, trời sáng xả giới ăn. Đó, đó, mình không có ăn nhưng mà mình ráng đi, con rỡ con hứa rồi. Con hứa với thầy mạnh dạn lắm, con hứa là con quyết tâm con giữ. Chẳng lẽ con là Nguyễn Thị lì lợm mà, chẳng lẽ con giữ một đêm không được sao? Mà thèm dữ lắm, đi qua đi lại cứ nhìn tô cà ri bánh mì. Để sẵn dụng cụ sẵn hết luôn quý vị. Bắt đầu 5:30, 6 giờ sáng mình xả giới đi ha. 6 giờ kém 15 mình xuống mình hâm sẵn luôn quý vị. Không ăn nha, không ăn, hâm sẵn cho nóng luôn. Canh đồng hồ đúng 6 giờ, 6 giờ 1 phút có sẵn nóng ăn liền tức thì luôn. Lúc 6 giờ kém mình đâu ăn đâu, mình giữ ngon lành lắm chứ bộ. Nhưng mà mình có đi chuẩn bị, phải không? Thèm dữ lắm, nhưng mà nó vui chứ cái đó có còn hơn không, đúng không? Rồi vậy thì ở đây á, thầy muốn nói cái gì? Ngày xưa mình giữ cái giới không trộm cắp là gì? Do mình cố gắng mình giữ giới. Nhưng khi quý vị giữ giỏi rồi, ngày xưa mình giữ giới, bây giờ giới giữ mình. Hay chưa? Ngày xưa mình thấy mình ráng quyết tâm mình giữ giới không trộm cắp, bây giờ nhờ cái giới không trộm cắp đó nó giúp cho mình từ từ mình chính danh trong đầu, mình không còn muốn trộm cắp vậy. Mình đi ngang phòng người ta mình không có muốn liếc vô phòng người ta. Liếc vô phòng người ta cũng là một cách lén nhìn đó nha. Muốn ở đây thầy hãy nói vui với đệ tử, thầy muốn xuống phòng các con là thầy xuống, thầy đi vô thầy gõ cửa chứ thầy không nhìn lén phòng các con chi nữa đó. Thì đó cũng là một cách gọi là tế của cái việc mà mình giữ giới. Thì do cái quá trình tu của mình đó mà mình sẽ có cái mức sâu cạn khác nhau, để cái bình an của mình nó được vững khác nhau. Thì thầy mong rằng á, trong 3 ngày của khóa tu này, những vị nào mà đã thọ bát quan trai giới thì cố gắng giữ gìn bát quan trai giới. Còn những vị nào mà đang thọ 5 giới, giữ cho thanh tịnh 5 giới. Trong những ngày này quý vị về chùa, quý vị dâng đèn, quý vị dâng hoa, rồi quý vị ngồi thiền, quý vị tụng kinh, quý vị nghe pháp, quý vị tu tập trọn vẹn được 3 ngày. Rồi sau 3 ngày đó quý vị hồi hướng cái công đức đó để phát những cái lời nguyện cho nó cao đẹp. Thì hôm nay cái bài giảng đầu tiên của trong 3 ngày lễ cầu an chúc phúc đầu năm, thầy xin gửi đến đại chúng bài pháp với chủ đề là làm gì để được bình an. Mong quý vị có một cái nhìn tổng quan, cái này là tổng quan, để mà được bình an nó có những cái cấp độ như vậy. Chúc cho đại chúng có một đêm an giấc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.